Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 74. Diệp Quân nhìn người phụ nữ trước mặt, cười nói, Triệu viện trưởng, đã lâu không gặp. Triệu Tố khẽ mỉm cười, hoan nghênh viện trưởng đến thượng giới. Diệp Quân gật đầu, sau đó nhìn về phía một cô gái bên cạnh Triệu Tố, cô gái mặc một chiếc váy dài màu đỏ thẫm, trông đẹp như tranh vẽ. Người này là Lạc Chiêu Kỳ, chủ tịch học viên của Thư viện Quan Huyên ở thượng giới năm đó. Thấy Diệp Quân nhìn về phía mình, Lạc Chiêu Kỳ khẽ mỉm cười, sau đó hành lễ, tâm trạng của cô ta cũng khá là phức tạp. Khi đó cô ta từng có tiếp xúc với Diệp Quân, nhưng hai người không thể xem là bạn bè, thậm chí còn không được tính là người quen. Mà nguyên nhân đương nhiên là vì nhà họ An. Dù lúc đầu cô ta và Triệu Tố đều coi trọng Diệp Quân, nhưng khi nhà họ An không có đạo đức và ngang ngược ra tay, cả cô ta và Triệu Tố đều không ngăn cản. Đương nhiên Diệp Quân cũng không tức giận vì điều này, hắn cũng hiểu với tình huống ban đầu, dù có 100 Triệu Tố và Lạc Chiêu Kỳ cũng không thể chống lại nhà họ An. Hơn nữa, sau chuyện này Triệu Tố cũng từng tố cáo nhà họ An với Tổng viện của Thư viện Quan Huyên. Đây cũng là nguyên nhân khiến bà ấy có thể tiếp tục làm viện trưởng của Thư viện Quan Huyên ở thượng giới. Lúc này, Diệp Quân chợt nói, đi đến thư viện thôi. Triệu Tố vội vàng đáp, xin mời. Mọi người đi đến Thư viện Quan Huyên ở thượng giới, còn Tiêu Qua thì quyết định về nhà, dù sao thì nhà của y cũng ở thượng giới. Khi Diệp Quân đến Thư viện Quan Huyên ở thượng giới thì hắn cũng đã tới nhà họ Tiêu, lúc đó họ đến thượng giới, nhà họ Tiêu đã giúp đỡ họ rất nhiều. Đến ngày thứ ba, thi đấu thượng giới bắt đầu. Vân Thành. Vào ngày này, có hàng ngàn học viên của Thư viện Quan Huyên đến từ các châu tập trung trong Vân Thành, bên ngoài Vân Thành cũng rất đông người. Thật sự là người đông nghìn nghịt. Đông người hơn bất cứ kỳ thi đấu nào trước đó. Vì lần này có Diệp Quân và Nạp Lan Ca đích thân phụ trách. Trong Vân Thành, mấy ngàn học viên ngẩng đầu nhìn lên bục cao ở phía xa. Trên bục cao, Diệp Quân và Nạp Lan Ca đang ngồi ở giữa, ngồi hai bên họ là Triệu Tố và những người khác. Trong mắt mấy nghìn người tràn đầy phấn khích. Diệp Quân, viện trưởng của Thư viện Quan Huyên. Diệp Quân có danh tiếng rất cao trong thế hệ trẻ của vũ trụ Quan Huyên, vì vũ trụ Quan Huyên hiện tại đã trở thành thế lực mạnh nhất trong chư thiên vạn giới, vượt qua cả chân vũ trụ đáng sợ nhất trước đây. Mấy năm qua, sự tích của Diệp Quân cũng đã lan rộng khắp vũ trụ Quan Huyên. Ví dụ như chuyện năm đó khi Diệp Quân lãnh đạo vũ trụ Quan Huyên chiến đấu với chân vũ trụ. Lúc này, Triệu Tố đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, cười nói, viện trưởng có muốn nói vài lời không? Những người khác cũng đồng loạt nhìn về phía Diệp Quân. Diệp Quân cười nói, vậy ta sẽ nói vài câu. Dứt lời hắn chậm rãi đứng lên, khi nhìn thấy Diệp Quân đứng lên, xung quanh lập tức trở nên cực kỳ yên tĩnh. Diệp Quân chậm rãi đảo mắt nhìn những khuôn mặt non nớt của các học viên, khẽ mỉm cười nói, các học viên, thay mặt Thư viện Quan Huyên, ta xin gửi lời chào đến mọi người, chúc mọi người đạt được kết quả lý tưởng trong cuộc thi này. Gặp nhau là duyên, hôm nay ai giành được hạng nhất, phù thê chúng ta sẽ tặng cho người đó một món quà bí ẩn. Món quà bí ẩn. Nghe thấy lời của Diệp Quân, các học viên lập tức trở nên phấn khích. Triệu Tố ở bên cạnh Diệp Quân khẽ mỉm cười. Bà ấy nhìn các học viên bên dưới, phải nói rằng người hạng nhất kỳ này cực kỳ may mắn. Quà tặng gì đó chỉ là thứ yếu, điều thực sự quan trọng là cơ hội và tiếng thơm này. Được Diệp Quân và Nạp Lan Ca khen ngợi, tương lai của người này chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió. Những nhân vật cấp cao trong vũ trụ tiểu quân chắc chắn sẽ quan tâm một cách điên cuồng. Phải biết rằng người bình thường rất khó có thể thăng cấp từ địa phước, ví dụ như bà ấy từng là người đứng đầu cuộc thi. Nhưng đến tận bây giờ bà ấy vẫn chưa thể đến được vũ trụ tiểu quân. Nói thật thì thi đấu thượng giới vẫn có chất lượng, nhưng chất lượng cũng không quá cao. Nếu nói đến chất lượng thật sự thì chỉ có thi đấu của Đại Thiên Thế Giới cùng với thi đấu chân huyên do vũ trụ Quan Huyên và chân vũ trụ cùng tổ chức mà thôi. Vì thế dù có đạt được hạng nhất trong thi đấu thượng giới, nếu không có bối cảnh vững chắc và được quý nhân giúp đỡ, thì ngươi muốn tiến vào Tổng viện vẫn là một chuyện khó khăn. Còn Diệp Quân đương nhiên là một trường hợp đặc biệt. Lúc này, lời nói của Diệp Quân lại là một cơ hội lớn cho những người trẻ tuổi hiện tại. Thế giới này là như thế, nhiều lúc người vất vả cả đời cũng không bằng một câu nói của ai đó. Chu Phu và những người khác cũng tỏ vẻ hâm mộ.
Người được hạng nhất trong thi đấu lần này đúng là có phúc. Rõ ràng một vài học viên ở bên dưới cũng hiểu điều này nên đều rất hưng phấn. Lúc này, Diệp Quân chợt cất lời, bắt đầu. Bắt đầu. Hắn vừa dứt lời, trong Vân Thành đột nhiên xuất hiện một cổ uy áp bí ẩn. Khi uy áp này xuất hiện, rất nhiều người ở trong thành đều thay đổi sắc mặt. Lúc đầu mọi người đều vẫn ổn, nhưng dần dần khi uy áp ngày càng mạnh mẽ, nhiều người bắt đầu không thể chịu đựng được nữa. Tuy nhiên vì Diệp Quân và Nạp Lan Ca đang ở đây nên nhiều người đều cố gắng kiên trì. Lúc này tự nhiên không thể rơi xuống quá nhanh, nếu không sẽ quá xấu hổ. Lúc này, Triệu Tố ở bên cạnh Diệp Quân đột nhiên cười nói, vào lần trước chưa đến nửa khắc đã có mấy trăm người ngã xuống, lần này đã một khắc trôi qua mà vẫn chưa có ai ngã xuống, xem ra họ đều không muốn mất mặt trước viện trưởng và các chủ. Diệp Quân khẽ mỉm cười, thế hệ trẻ là tương lai của thư viện, trừ việc mở rộng ra thế giới bên ngoài, thư viện còn phải coi trọng những học viên trẻ tuổi này nhiều hơn. Triệu Tố gật đầu, không dám trả lời câu nói này. Nạp Lan Ca nắm tay Diệp Quân, cất lời, sau khi trở về, việc này cứ giao cho muội. Diệp Quân mỉm cười nói với Nạp Lan Ca, vất vả cho muội rồi. Nạp Lan Ca lắc đầu, đều là người một nhà, nói mấy câu này làm gì. Diệp Quân cười khẽ, sau đó quay đầu nhìn xuống, lúc này một số học viên đã không chịu đựng được nữa nên bắt đầu ngã xuống. Sau đó, ngày càng nhiều học viên ngã xuống. Diệp Quân đã bị thu hút bởi ba người. Hai chàng trai và một cô gái. Từ khi bắt đầu đến giờ, ba người họ đều không hề bị uy áp làm ảnh hưởng. Lúc này, Triệu Tố bên cạnh Diệp Quân lên tiếng, thiếu niên mặc áo choàng trắng là học viên Lý Vũ đến từ thượng giới của chúng ta, là học viên ưu tú nhất của chúng ta lần này. Chu Phu ở bên cạnh cũng cất lời, thanh niên mặc áo bào đen kia tên là Nam Phong. Cậu ta là thiên tài xuất sắc nhất của thư viện Quan Huyên chúng ta ở Nam Châu, cũng là người của nhà họ Nam. Diệp Quân nhìn về phía Chu Phu, nhà họ Nam. Nạp Lan Ca chợt nói, Nam Huyền. Nam Huyền. Diệp Quân chợt nhớ ra, lúc trước khi hắn vừa đến thư viện Quan Huyên ở Nam Châu đã từng xảy ra một trận chiến sinh tử với Nam Huyền. Ngoài ra hắn còn nhớ một người phụ nữ, chính là Nam Thanh Việt từng muốn giết hắn và Nạp Lan Ca trước đây. Người phụ nữ kia cũng là người nhà họ Nam. Diệp Quân nhìn về phía thiếu niên áo choàng đen, cất lời, cậu ta là người nhà họ Nam à? Chu Phu gật đầu, sau đó lén nhìn thoáng qua Diệp Quân, trong lòng vẫn thấy hơi lo lắng. Khoảng thời gian này sở dĩ ông ấy không dẫn thiếu niên này đi gặp Diệp Quân cũng là vì nguyên nhân đó. Diệp Quân chợt nói, lúc trước sau khi Nam Huyền chết, nhà họ Nam đã làm thế nào? Chu Phu vội nói, nhà họ Nam lập tức phái người đến xin lỗi Diệp tộc, làm rõ một vài hiểu lầm. Diệp Quân khẽ mỉm cười, Chu viện trưởng không cần phải lo lắng, ta không phải người thù dai, chuyện năm đó đã qua, sao ta có thể truy cứu nữa chứ? Chu Phu nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vì Nam Phong này thật sự là một nhân tài, hơn nữa phẩm chất cũng rất tốt. Lúc này, Diệp Quân nhìn về phía cô gái kia, cô gái mặc áo choàng màu mây, hai tay chắp sau lưng. Bên hông thắt duy băng màu đen, mái tóc dài được một cây châm gỗ búi lên, phần đuôi tóc buông xuống như đuôi ngựa, trông rất sạch sẽ và nhẹ nhàng. Diệp Quân hỏi, cô nương này là ai? Chu Phu và Triệu Tố đều im lặng. Diệp Quân nhìn hai người họ, cảm thấy hơi khó hiểu. Triệu Tố do dự một lúc rồi nói, An Khinh Hàn của nhà họ An. Diệp Quân sửng sốt, nhà họ An ở Thanh Châu ư? Triệu Tố gật đầu, phải. Diệp Quân nhất thời thấy hứng thú, hắn nhìn về phía An Khinh Hàn đang khép hờ mắt, uy áp kia hoàn toàn không có tác dụng với cô ta. Triệu Tố và Chu Phu lén nhìn sắc mặt Diệp Quân, lúc này Diệp Quân cười hỏi, hai vị viện trưởng, trong lòng các người ta là một người nhỏ mọn như thế sao? Động tác lén lút của hai người đương nhiên không giấu được hắn, thực lực của hắn bây giờ đã vượt xa trong tưởng tượng của hai người rồi. Triệu Tố cười khổ, đương nhiên không phải. Diệp Quân cười nói, đúng là giữa ta và nhà họ An đã xảy ra rất nhiều chuyện không vui, nhưng bọn họ đã bị trừng phạt rồi, hơn nữa những chuyện này không liên quan gì đến tiểu bối của nhà họ An, sao ta có thể đi gây chuyện với những tiểu bối này được? Dứt lời, hắn lại nhìn xuống An Khinh Hàn rồi nói, cô ta là người đại diện cho thế hệ trẻ của nhà họ An à? Triệu Tố gật đầu, An cô nương này rất không tầm thường,
bây giờ cô ta đã là người đứng đầu thế hệ trẻ của Thanh Châu rồi, về phần rốt cuộc yêu nghiệt đến mức nào thì chúng ta cũng không biết được, nhưng có lẽ kỳ thi lần này có thể khiến cô ta để lộ thực lực chân chính của mình. Diệp Quân khẽ gật đầu, ta rất chờ mong. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời Vân Thành, lúc này trên bầu trời Vân Thành có mấy trăm chiếu ảnh đám mây đang xoay tròn. Rõ ràng là mấy trăm châu đều có thể nhìn thấy cảnh tượng ở đây. Cũng giống như năm đó, giành được vị trí thứ nhất thật sự không chỉ là lấy thể diện cho bản thân mà còn là lấy thể diện cho thư viện của mình và cả châu. Diệp Quân nhìn Chu Phu, Nam Phong có tự tin vào bản thân không? Chu Phu cười đáp, có. Bởi vì Diệp Quân nên bây giờ Nam Châu có được tài nguyên tốt nhất trong các châu, còn Nam Phong được Nam Châu dốc toàn lực đào tạo, mục tiêu là vì vị trí đầu tiên. Châu từng giành được vị trí đầu tiên sẽ không thể nào chú ý đến vị trí thứ hai và thứ ba nữa. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Triệu Tố khẽ mỉm cười, Lý Vũ nói cậu ta cũng rất tự tin. Diệp Quân cười nói, vậy chúng ta cứ đợi mà xem. Khoảng một canh giờ trôi qua, trong toàn bộ thành phố chỉ còn lại mấy chục người. Lúc này, sát hạch đã kết thúc. Triệu Tố nhìn Diệp Quân khẽ mỉm cười đứng dậy, sau đó tuyên bố bắt đầu vòng thứ hai. Nhưng vào lúc này, An Khinh Hàn đang nhắm mắt đột nhiên chậm rãi đứng dậy. Cô ta nhìn về phía Diệp Quân, viện trưởng đại nhân, ta cảm thấy không cần thiết lãng phí thời gian như vậy, chúng ta có thể bắt đầu vòng cuối cùng luôn. Nói xong, cô ta xoay người nhìn tất cả học viên phía sau, một mình ta chiến đấu với tất cả các ngươi. Cô ta vừa cất lời, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Một mình đánh với tất cả mọi người. Toàn bộ Vân Thành yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tất cả mọi người đều nhìn An Khinh Hàn với vẻ mặt khó tin. Phải biết rằng ở đây còn có mấy chục thiên tài cao cấp đến từ các châu, sao cô ấy lại dám nói ra lời như thế? An Khinh Hàn nhìn Diệp Quân bằng ánh mắt rất bình tĩnh, nét mặt của cô ấy như đang nói với mọi người là cô ấy nghiêm túc. Đương nhiên Diệp Quân cũng hơi bất ngờ, hắn cũng không ngờ rằng cô nương trước mặt lại muốn một mình đấu với tất cả mọi người. Kiêu ngạo, tự tin. Diệp Quân khẽ mỉm cười, cô chắc chứ? An Khinh Hàn gật đầu. Lúc này, Triệu Tố ở bên cạnh chợt nói, viện trưởng, như thế không đúng với quy tắc. Diệp Quân cười nói, quy tắc do con người đặt ra đương nhiên là có thể thay đổi. Triệu Tố hơi do dự, nhưng cũng không nói gì nữa. Diệp Quân nhìn về phía những thiên tài yêu nghiệt sau lưng An Khinh Hàn, mọi người thì sao? Lúc này, Nam Phong của Nam Châu chậm rãi bước ra. Cậu ta cúi người với Diệp Quân, viện trưởng, ta đồng ý đánh một trận với An cô nương. Diệp Quân nhìn về phía An Khinh Hàn bình tĩnh nói, được. Diệp Quân gật đầu, vậy hai người bắt đầu đi. Nghe thấy lời của Diệp Quân, những người khác đồng loạt lùi về phía sau, để lại cho hai người một sàn đấu khổng lồ. Thanh Châu đại chiến với Nam Châu. Người của mấy trăm châu lập tức cảm thấy hưng phấn. Lần gần nhất Thanh Châu đại chiến với Nam Châu là 6 năm trước, lần đó Diệp Quân chiến đấu với thiên tài của nhà họ An, mà đó cũng là lần đầu tiên Thanh Châu thua trận trong gần nghìn năm qua. Hôm nay lịch sử tái diễn, Thanh Châu đại chiến với Nam Châu một lần nữa. Nam Phong nhìn chằm chằm An Khinh Hàn, cậu ta chắp tay, xin chỉ giáo. Dứt lời, cậu ta giẫm chân phải một cái. Bụp! Một tiếng khí nổ vang vọng. Sau đó một tia quyền mang đánh thẳng về phía An Khinh Hàn. Còn An Khinh Hàn thì chậm rãi nhắm mắt lại, khi nắm đấm của Nam Phong cách cô ấy khoảng mấy tấc, cô ấy đột nhiên biến mất như bóng ma, trong nháy mắt khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, Nam Phong kia đã bị đánh bay xa mấy chục trượng. Nam Phong vừa mới dừng lại, An Khinh Hàn đã xuất hiện trước mặt cậu ta, sắc mặt Nam Phong thoáng chốc thay đổi, vừa định ra tay nhưng nắm đấm của An Khinh Hàn đã đánh lên ngực cậu ta. Bốp! Nam Phong lập tức bị đánh bay cả trăm trượng. Sau khi dừng lại, Nam Phong thầm thấy sợ hãi, cậu ta không dám che giấu thực lực thêm nữa, lập tức khí tụ đan điền, vận chuyển tâm pháp, trong nháy mắt, cánh tay của cậu ta đã bắt đầu bốc cháy, sau đó, cậu ta chợt vung tay phải về phía trước. Oanh! Một ngọn lửa cao gần trăm trượng lập tức kéo về phía An Khinh Hàn. An Khinh Hàn ở phía xa nhìn sóng lửa kéo đến, nét mặt không chút cảm xúc. Cô ấy giẫm nhẹ chân phải, lập tức bay đi tựa như sao băng. Lúc này, trong đầu Diệp Quân chợt vang lên giọng nói của Tiểu Tháp, Truy Tinh.
Ầm. Sóng lửa cao trăm trượng ở phía xa thoáng chốc vỡ tan tành, cùng lúc đó, Nam Phong bị đánh bay đi xa mấy trăm trượng, cuối cùng đập mạnh xuống đất, mặt đất sụp đổ, đá vụn bắn tung tóe. Thua trận. Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Đại diện của Nam Châu cứ thế bị đánh bại rồi sao? Tất cả mọi người đều thấy bất ngờ. Tất cả mọi người của Thư viện Quan Huyên ở Nam Châu nhìn An Khinh Hàn trong hình ảnh với vẻ mặt khó tin. Nam Châu cứ thế bị đánh bại rồi. Còn bên phái Thanh Châu, vô số học viên của Thư viện xôn xao. Lần này họ vốn không có hy vọng gì, vì trong trận thi đấu lần trước, Thanh Châu đã bị loại từ rất sớm. Họ không ngờ rằng lần này người của nhà họ An đã đứng ra. Nhà họ An. Gia tộc võ thần cổ xưa này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. An Khinh Hàn nhìn những học viên xung quanh, các ngươi có thể xông lên cùng một lúc, ta đang nói chuyện rất nghiêm túc. Dứt lời, một ý chí đáng sợ kéo ra từ trong cơ thể của cô ấy, trong nháy mắt ý chí này khiến những người trước mặt cô ấy liên tục lùi lại. Trên bục xem trận chiến, ngoài Diệp Quân và Nạp Lan Ca thì tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy. Ý chí võ thần. Triệu Tố nhìn chằm chằm An Khinh Hàn, trong mắt tràn đầy nỗi sợ hãi. Những người còn lại cũng vô cùng kinh ngạc. Võ thần. Nhà họ An này lại xuất hiện một vị võ thần nữa. Triệu Tố tỏ vẻ cay đắng. Nhà họ An này hơi lợi hại quá rồi đó. Một tộc có ba võ thần. Sắc mặt những người còn lại cũng rất phức tạp. Mọi người vốn cho rằng sau chuyện lần trước nhà họ An sẽ dần sa sút, trở thành một thế lực hạng ba. Không ngờ cuối cùng nhà họ An lại xuất hiện thêm một võ thần. Đây rõ ràng là ông trời không tuyệt đường sống của nhà họ An. Một vị võ thần. Theo quy trình bình thường thì người này sẽ được Tổng viện của Thư viện Quan Huyên đưa đi, sau đó dốc toàn lực đào tạo. Đương nhiên việc này còn phải xem thái độ của người đàn ông bên cạnh nữa. Nếu hắn vẫn còn bất mãn với nhà họ An, thì chỉ cần tỏ vẻ bất mãn dù là một chút, nhà họ An vẫn sẽ bị chèn ép đến chết. Võ thần. Một võ thần vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành vẫn chẳng là gì với viện trưởng này. Nghĩ thế, rất nhiều người không nhịn được mà đồng loạt nhìn về phía Diệp Quân. Cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh, Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, đương nhiên hắn hiểu ý những người này, nhưng hắn cũng không nói gì nhiều mà nhìn về phía mọi người sau lưng An Khinh Hàn, cô ấy muốn một mình đánh với tất cả các người có thể chọn đánh hay không đánh. Mọi người im lặng. Đánh hội đồng. Nói thật thì bọn họ cũng không muốn lắm, vì dù thắng thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng nếu không cùng xông lên thì ai có thể thắng được một vị võ thần chứ? Không thấy đại diện của Nam Châu cứ thế bị đánh bại rồi sao? Lúc này, Lý Vũ đại diện cho thượng giới chậm rãi bước ra, cậu ta nhìn chằm chằm An Khinh Hàn, xin chỉ giáo. Dứt lời, cậu ta lập tức xông lên, một sức mạnh đáng sợ lao thẳng về phía An Khinh Hàn. Lúc này, cơ thể An Khinh Hàn thoáng chốc trở nên hư ảo, sau đó một tia tinh mang lóe lên. Oanh! Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì Lý Vũ kia đã bị đánh bay tận trăm trượng, khi rơi xuống, mặt đất dưới chân cậu ta thoáng chốc sụp đổ, cùng lúc đó người của Lý Vũ cũng nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Hoàn toàn thua trận. Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Trong đầu Diệp Quân chợt vang lên giọng nói khá phức tạp của Tiểu Tháp Trục Nguyệt. Diệp Quân hơi tò mò, tháp ra. Tiểu Tháp nhẹ giọng nói, đây là tuyệt kỹ nổi tiếng của Tịnh chủ mẫu năm đó, sau đó từng truyền cho Tú tiểu chủ mẫu, không ngờ hôm nay vẫn có thể nhìn thấy. Diệp Quân nhìn về phía An Khinh Hàn, nói thật thì hắn cũng hơi bất ngờ, vì ý chí của cô gái này thật sự là ý chí võ thần. Nói cách khác nhà họ An thật sự xuất hiện thêm một vị võ thần nữa. Mà lúc này, vô số người ở Thanh Châu đang liên tục hoan hô. Võ thần. Nhà họ An xuất hiện một vị võ thần. Vị võ thần này còn đánh bại đại diện của Thượng Giới và Nam Châu một cách áp đảo. Đứng nhất. Không có gì hồi hộp cả. Sau 6 năm, Thanh Châu đã giành lại được vinh dự thuộc về mình. Rất nhiều người vui mừng đến mức rơi nước mắt. Đây là vinh dự của tất cả mọi người ở Thanh Châu. Tất cả học viên trong Vân Thành đều im lặng, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Võ thần. Họ biết rằng mình đã không còn bất cứ hy vọng nào nữa. Vị trí đứng đầu lại bị Thanh Châu giành về rồi. Trên chỗ khán đài, nét mặt Chu Phu cũng khá phức tạp, lần này có Diệp Quân ở đây,
Nam Châu vốn có thể biểu hiện tốt hơn, nhưng ông ấy không ngờ nhà họ An lại xuất hiện một võ thần, hơn nữa thực lực còn kinh khủng như thế, hoàn toàn áp đảo thượng giới và Nam Châu. Đây đúng là ông trời không tuyệt đường sống của nhà họ An. Lúc này, Diệp Quân chậm rãi đi tới trước mặt An Khinh Hàn, tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Quân. Tất cả học viên của Thanh Châu cũng đều ngừng hoan hô, căng thẳng nhìn Diệp Quân trong màn ảnh. Đương nhiên họ phải căng thẳng rồi. Lúc trước Diệp Quân suýt bị nhà họ An giết chết, hơn nữa khi Diệp Quân đến Thanh Châu còn bị rất nhiều thế hệ trẻ ở Thanh Châu làm khó làm dễ, đặc biệt là lúc ở thư viện của Thanh Châu, hắn còn suýt bị đánh chết. Dù An Khinh Hàn giành được hạng nhất, nhưng nếu Diệp Quân không thừa nhận hạng nhất này thì cũng là vô ích. Dẫu sao quyền lực cuối cùng của cuộc thi này cũng là của thư viện Quan Huyên, mà thư viện Quan Huyên là của Diệp Quân. An Khinh Hàn im lặng nhìn Diệp Quân. Dù nét mặt cô ấy rất bình tĩnh, nhưng hai tay lại vô thức nắm chặt lại. Đương nhiên cô ấy cũng biết chuyện giữa Diệp Quân và nhà họ An, nhưng khi đó cô ấy vẫn còn nhỏ, hơn nữa cô ấy còn thuộc về dòng thứ, vì thế đều không có tư cách tham dự vào rất nhiều chuyện của gia tộc. Cô ấy chỉ biết là sau lần đó, địa vị của nhà họ An đã rơi xuống nghìn trượng, mọi thứ đều đã thay đổi. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên cười nói, chúc mừng. Chúc mừng. Nghe thấy lời của Diệp Quân, vô số người của Thanh Châu lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hai tay đang siết chặt của An Khinh Hàn cũng chậm rãi buông lỏng. Diệp Quân nhìn về phía những người ở sau lưng An Khinh Hàn, còn ai muốn khiêu chiến với An cô nương nữa không? Mọi người đều im lặng. Còn đánh gì nữa? Thấy không còn ai khiêu chiến, Diệp Quân gật đầu rồi nhìn về phía An Khinh Hàn. Hắn mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn không gian chậm rãi bay đến trước mặt An Khinh Hàn, khi nhìn thấy thứ bên trong, tất cả mọi người đều không thể giữ được bình tĩnh. Tổ mạch. Không ngờ lại là một tổ mạch. Mấy người nhóm Triệu Tố nhìn Diệp Quân với vẻ khó tin, thế này có phải hào phóng quá rồi không? An Khinh Hàn cũng hơi kinh ngạc, cô ấy không ngờ viện trưởng này lại cho mình một tổ mạch. Nhà họ An hiện tại khá nghèo, vì sau sự kiện năm đó, quy mô sản nghiệp của bọn họ gần như đều thu nhỏ lại, cuộc sống cực kỳ eo hẹp, người trong tộc còn sống trong lo lắng đề phòng, vì Diệp Quân bây giờ đã là viện trưởng. Bọn họ đều sợ Diệp Quân sẽ trả thù nhà họ An. Mà người ngoài cũng sợ điều này, nên cũng không dám hợp tác thân thiết với nhà họ An. Vì thế mấy năm nay nhà họ An sống khá khó khăn. Mà lúc này, Diệp Quân làm thế rõ ràng là đang nói với người đời. Những chuyện trước đây đều đã qua rồi. Đây là một thái độ của Diệp Quân. Lúc này, vô số thế lực trong bóng tối đã chuẩn bị đi làm thân với nhà họ An. Một võ thần mới. Thế này không đáng để kết thân sao? Hơn nữa Diệp Quân cũng không có ý trách nhà họ An. An Khinh Hàn nhìn nhẫn không gian trước mặt, nhất thời hơi không biết làm sao. Tổ mạch này là một thứ trong truyền thuyết. Với cô ấy, ngay cả tổ nguyên cũng là một thứ không thể có, đừng nói chi là tổ mạch. Lúc này Diệp Quân chợt cười hỏi, chê ít à? An Khinh Hàn vội lắc đầu, không, không phải. Nhìn cô gái hơi bối rối trước mặt, Diệp Quân nhất thời bật cười, đúng là người trẻ tuổi. Sự bình tĩnh trước đó ít nhiều gì vẫn chứa đựng chút ngụy trang. Đương nhiên có thể làm được như thế đã là xuất sắc lắm rồi. Lúc này Nạp Lan Ca cũng đi đến, cô mở lòng bàn tay. Một quyển trục chậm rãi bay đến trước mặt An Khinh Hàn, đây là võ điển do người của võ các nghiên cứu được, có lẽ sẽ có ích cho cô. An Khinh Hàn vội nói, thứ này. Diệp Quân cười ngắt lời, chúng ta đang muốn đến nhà họ An, cô có thể dẫn chúng ta đi không? An Khinh Hàn ngây người. Đi đến nhà họ An. Số phận đã định. Nghe thấy lời của Diệp Quân, An Khinh Hàn tỏ vẻ nghi ngờ. Diệp Quân cười nói, có được không? An Khinh Hàn thoáng do dự, sau đó nói, viện trưởng, ngài đi đến nhà họ An để làm gì thế? Diệp Quân cười khẽ, sau đó nói, chỉ đi xem thử thôi. An Khinh Hàn gật đầu, được. Sau đó, Triệu Tố bắt đầu ban thưởng cho An Khinh Hàn. Phần thưởng hạng nhất lần này vẫn vô cùng phong phú, không chỉ có công pháp tu luyện mà còn có linh bảo, đương nhiên hoàn toàn không là gì với phần thưởng của Diệp Quân và Nạp Lan Ca. Diệp Quân đi tới trước mặt Nam Phong, sắc mặt cậu ta u ám, vẻ mất mát lộ rõ trên mặt. Diệp Quân khẽ mỉm cười, thắng thua trong một lúc chẳng là gì cả, con đường tương lai còn rất dài,
đừng vì thế mà mất đi ý chí chiến đấu. Nam Phong nhìn về phía Diệp Quân, cậu ta siết chặt hai tay, ta khiến viện trưởng và Nam Châu thất vọng rồi. Diệp Quân lắc đầu, ta không thất vọng, nhớ kỹ, thua một lúc không đáng sợ, sợ là mình không chấp nhận được điều đó, bị người khác đánh bại một cách quang minh chính đại không có gì mất mặt cả, hiểu không? Nam Phong gật đầu, ta hiểu rồi, Nam Châu chúng ta có thể thắng, cũng có thể thua. Diệp Quân cười nói, thế mới đúng. Nam Phong nhìn Diệp Quân, viện trưởng, ta sẽ thi vào Tổng viện bằng thực lực của mình. Diệp Quân cười đáp, chờ mong ngươi đến Tổng viện. Tổng viện. Hắn biết gần như tất cả học viên đều muốn thi vào Tổng viện, nơi đó mới thật sự là sàn đấu lớn, vì ở nơi đó ngươi không chỉ có thể nhìn thấy thiên tài yêu nghiệt cao cấp đến từ vũ trụ quan huyên mà còn có thể nhìn thấy thiên tài siêu cấp đến từ ngoài vũ trụ quan huyên nữa. Có thể nói dù An Khinh Hàn đến Tổng viện của Thư viện Quan Huyên cũng chưa chắc là người mạnh nhất, vì nơi đó thật sự có rất nhiều thiên tài và yêu nghiệt. Mà muốn thi vào Tổng viện còn là một chuyện rất khó khăn, việc này không chỉ cần cố gắng mà còn cần thiên phú vô cùng cao nữa. Sau khi thi đấu kết thúc, Diệp Quân và Nạp Lan Ca cũng không ở lại thượng giới mà đi theo An Khinh Hàn đến Thanh Châu. Sau khi mấy người nhóm Diệp Quân và Nạp Lan Ca rời đi, Triệu Tố đứng trên bầu trời của Vân Thành nhìn về chân trời phía xa, nhẹ giọng nói có lẽ hắn không có khả năng sẽ đến đây một lần nữa. Lạc Chiêu Kỳ mặc váy dài màu đỏ thẫm đứng bên cạnh bà ấy mỉm cười nói, đúng thế, dù có thể gặp lại lần nữa e rằng cũng sẽ là rất lâu về sau. Trong mắt Triệu Tố lóe lên cảm xúc phức tạp. Với thiên phú và thực lực của bà ấy, gần như không có khả năng đi tới Tổng viện của Thư viện Quan Huyên. Cơ hội. Đời người chắc chắn sẽ gặp mấy cơ hội có thể thay đổi số phận, nhưng không phải ai cũng nắm bắt được. Lúc trước bà ấy cũng rất coi trọng Diệp Quân, nhưng khi Diệp Quân bị nhà họ An ức hiếp, cuối cùng bà ấy lại chọn im lặng. Nếu nói không hối hận thì chắc chắn là không thể. Vì bà ấy biết rõ nếu lúc trước bà ấy đứng ra ngăn cản nhà họ An, dù cuối cùng không ngăn cản được, nhưng chỉ cần bà ấy ra mặt, thì cuộc đời của bà ấy sẽ khác nhiều so với bây giờ. Thậm chí còn có thể tiến vào nội các Tổng viện của Thư viện Quan Huyên. Phải biết rằng hiện tại những người từng giúp Diệp Quân trước đây gần như đều đã đi đến Tổng viện của Thư viện Quan Huyên rồi. Lạc Chiêu Kỳ cũng thầm thở dài, cô ta hiểu Triệu Tố, vì nếu có thể đi đến Tổng viện thì cũng đồng nghĩa với việc số phận hoàn toàn thay đổi. Đi đến Tổng viện, người sẽ có một sân chơi lớn hơn, thậm chí còn có thể mượn nơi đó đi ra vũ trụ bên ngoài. Mà bây giờ... Triệu Tố chỉ có thể ở trong thư viện này, hơn nữa cả vị trí viện trưởng của thư viện cũng không thể ngồi vững, vì bây giờ viện trưởng của thư viện đều theo chế độ bầu cử, nói cách khác mấy năm này bà ấy là viện trưởng, nhưng mấy năm sau thì chưa chắc. Lúc này, Triệu Tố chợt cười khẽ, số phận đã định. Sau đó, bà ấy xoay người rời đi. Lạc Chiêu Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau đó cũng rời đi. Nhà họ Tiêu. Tiêu Qua ngồi trên thềm đá uống rượu một mình. Bên cạnh y có một quyển cổ tịch và một chiếc nhẫn không gian. Đó là thứ Diệp Quân để lại cho y lúc rời đi. Quyển cổ tịch đó chính là Quan Huyên Pháp, bên trong nhẫn không gian cũng có một tổ mạch. Lúc này, Chu Phù chậm rãi đi tới bên cạnh Tiêu Qua, ông ấy ngồi xuống cạnh y, cười hỏi, sao vậy? Tiêu Qua cười khổ, năm đó con cũng kiêu ngạo, muốn đuổi theo nhịp bước của họ. Nhưng lại phát hiện khoảng cách giữa con và họ ngày càng xa. Chu Phu nói, nên cuối cùng con mới lựa chọn trở về Nam Châu à? Tiêu Qua gật đầu. Chu Phu khẽ thở dài, đương nhiên ông ấy hiểu tâm trạng của Tiêu Qua, năm đó y và Diệp Quân đều là những người yêu nghiệt nhất Nam Châu, thực lực không chênh lệch nhiều với Diệp Quân, nhưng sau đó hai người lại cách nhau ngày càng xa. Tiêu Qua uống ực một ngụm rượu. Sau đó cười nói, Tiêu Qua con không phải kiểu người ghét huynh đệ phát triển hơn mình, con chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, con cũng muốn phát triển cùng với hắn, sóng vai tác chiến với hắn, nhưng con biết chuyện đó là không thể. Lần này gặp mặt, có lẽ sẽ là lần cuối. Chu Phu vỗ vai Tiêu Qua, sau đó nói, đời người chính là một hành trình, trong hành trình này có một vài người đi được một lúc sẽ biến mất, đối với Diệp Quân con chính là người đã biến mất. Còn đối với con thì người khác cũng là người đã biến mất. Con nghĩ tới những người bạn lúc con vừa đến thư viện đi, những người đó không đuổi kịp bước chân của con, không phải họ cũng sẽ từ từ biến mất trong thế giới của con sao? Tiêu Qua im lặng. Chu Phu khẽ cười nói,
nếu có thể cùng đi với nhau đương nhiên là tốt, nhưng nếu không thể cũng chẳng sao, chúc phúc là được rồi. Hơn nữa ta tin tưởng rằng các con vẫn sẽ là bạn. Tiêu Qua gật đầu, con hiểu. Chu Phu ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, nhẹ giọng nói, cao thủ luôn cô đơn, Tiểu Quân càng đi càng xa, người bên cạnh chắc chắn cũng sẽ ngày càng ít đi. Tiêu Qua mỉm cười, dù thế nào thì hy vọng một ngày nào đó hắn sẽ có thể quay lại thăm nơi này một lần nữa. Chu Phu cười đáp, đúng vậy. Thanh Châu. Khi Diệp Quân và Nạp Lan Ca đi theo An Khinh Hàn đến nhà họ An, toàn bộ nhà họ An đều ra ngoài đón tiếp. Gia chủ của nhà họ An hiện tại tên là An Hòa, khoảng 30 tuổi, lúc này đương nhiên hắn ta cũng căng thẳng và lo lắng, hắn ta không ngờ viện trưởng này lại đến nhà họ An. Trước cửa phủ nhà họ An, An Hòa và một nhóm người nhà họ An chậm rãi quỳ xuống, nhưng lúc quỳ xuống, một sức mạnh đã dịu dàng đỡ họ dậy. Diệp Quân mỉm cười nói, không cần đa lễ. An Hòa vội nói, viện trưởng, mời vào trong. Diệp Quân gật đầu, sau đó dắt tay Nạp Lan Ca đi vào trong phủ nhà họ An. Lúc này người của nhà họ An đang cố mặt đều đang tò mò quan sát Diệp Quân và Nạp Lan Ca. Đương nhiên cũng có rất nhiều người thầm thấy lo lắng, vô cùng căng thẳng. Trong đại điện, Diệp Quân ngồi cùng Nạp Lan Ca, còn An Hòa và các trưởng lão của nhà họ An thì đứng một bên với vẻ dè dặt. Diệp Quân mỉm cười nói, lần này ta đến đây không phải để trả thù, mọi người đừng nghĩ nhiều. Đương nhiên hắn đã quên chuyện của nhà họ An rồi, dẫu sao năm đó cha cũng đã xử lý nhà họ An. Hơn nữa hắn còn từng được hai vị võ thần của nhà họ An giúp đỡ. Nghe thấy lời của Diệp Quân, An Hòa thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó cung kính hành lễ, viện trưởng, chuyện năm đó là lỗi của nhà họ An, ta đại diện nhà họ An xin lỗi ngài. Dứt lời, hắn ta cúi thấp người xuống. Các tộc nhân còn lại trong điện cũng vội vàng hành lễ. Diệp Quân gật đầu, chuyện này kết thúc ở đây, lần này ta đến nhà họ An cũng không vì chuyện gì cả, chỉ muốn đến xem thử thôi. Nói đến đây, hắn cũng thấy hơi bùi ngùi. Vì hắn phát hiện dù nhà họ An xuất hiện hai vị võ thần, nhưng thật ra tình cảm của hai vị võ thần này với nhà họ An cũng không quá sâu sắc. Hắn cũng có thể hiểu được. Cũng giống như lần trước khi hắn đi tới nhà họ Tần ở hệ Ngân Hà. Vì sao Tần quan lại không trở về? Vì dù có trở về thì nơi đó cũng rất xa lạ. Những người thân cùng thời đại đều đã không còn, những người còn lại thật ra đã thành người xa lạ. Theo thời gian dần trôi, trừ người thân thiết nhất, những tình thân tình bạn còn lại đều sẽ ngày càng phai nhạt. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Quân đột nhiên nhìn về phía An Khinh Hàn. Cười nói, nhà đầu này rất có thiên phú, có thể chú trọng đào tạo, cho cô ấy đến tổng viện đi. Nghe thấy thế, An Hòa lập tức mừng rỡ, đang muốn hành lễ thì An Khinh Hàn đã nói, ta muốn dựa vào thực lực của mình thi vào tổng viện của thư viện. Diệp Quân cười nói, ta có thể hiểu, nhưng với năng lực của cô, có lẽ ở hạ giới và đại thiên thế giới rất ít ai là đối thủ của cô, nếu như thế còn không bằng sớm ngày đi tới tổng viện gặp những thiên tài và yêu nghiệt khác thì hơn. An Khinh Hàn nhất thời động lòng. Vì cô ấy cũng cảm thấy áp đảo người khác không có ý nghĩa gì cả, mà thiên tài và yêu nghiệt chân chính đều ở tổng viện của thư viện, vì thế nếu muốn luân bàn với họ thì chỉ có thể đi tới tổng viện của thư viện thôi. Nghĩ vậy, cô ấy gật đầu, được. Thấy An Khinh Hàn đã đồng ý, cao thủ nhà họ An trong điện đều rất phấn khởi. Thật ra bọn họ vốn thấy rất lo lắng, không biết An Khinh Hàn có thể đến tổng viện không, phải biết rằng vì chuyện năm đó. Rất nhiều người của Tổng viện đều không muốn tiếp xúc với nhà họ An, không chỉ thế mà thậm chí còn có người gây chuyện với nhà họ An. Mà bây giờ có những lời này của Diệp Quân thì từ nay về sau sẽ không còn ai dám làm thế nữa, nhà họ An cũng có thể phát triển nhanh chóng, chờ mình một lần nữa. Nghĩ vậy, An Hòa lập tức dẫn đầu nhóm người nhà họ An quỳ xuống. Bọn họ biết nếu Diệp Quân không lên tiếng, nhà họ An sẽ rất khó chờ mình, dù có An Khinh Hàn cũng thế. Vì toàn bộ vũ trụ đều là của thư viện Quan Huyên mới có tài nguyên tốt nhất, nếu An Khinh Hàn không thể vào thư viện Quan Huyên, thiên phú của cô ấy có tốt đến mấy cũng khó mà phát triển. Còn về nhà họ An, dưới tình huống bị người khác xa cách như thế thì làm sao mà trở mình được. Nhưng lúc này từ thái độ của Diệp Quân, sau này thư viện sẽ không còn phân biệt đối xử với nhà họ An nữa, ngoài ra chắc chắn thư viện Quan Huyên cũng sẽ biết chuyện Diệp Quân coi trọng An Khinh Hàn.
mà một khi biết được, chắc chắn bọn họ sẽ chú trọng quan tâm An Khinh Hàn. Người bên dưới đều làm việc theo thái độ của người bên trên. Sau khi ở lại một lát, Diệp Quân và Nạp Lan Ca đứng dậy rời đi, mấy người nhóm An Hòa và An Khinh Hàn đưa hai người ra cửa. Lúc này, phía xa chợt có một giọng nói vang lên, Khinh Hàn, cô giành được hạng nhất rồi à? Lợi hại thật đấy, ta đã nói đám danh con ở Nam Châu sao có thể là đối thủ của cô được, chỉ có một Diệp Quân xuất hiện mà người của Nam Châu bọn họ còn tưởng mình là thần. Mọi người! An Khinh Hàn vội nói, Thác Bạt yêu yêu, cô đừng có nói bậy. Bằng bằng bằng! Giờ phút này, sắc mặt của đám người nhà họ An đều trở nên xám như tro tàn. Thứ quái quỷ gì vậy? Diệp Quân thấy người tới, mỉm cười không lên tiếng. Người tới là một cô gái không lớn tuổi lắm, chỉ 15-16 tuổi, mặc một chiếc váy dài màu đỏ nhạt, thắt bím tóc dài, trên cánh tay phải quấn một cái roi, vừa đi vừa nhảy nhót, cực kỳ hào hứng chạy về phía An Khinh Hàn. Nghe An Khinh Hàn nói vậy, cô gái tên Thác Bạt yêu yêu chẳng thèm để ý, sợ gì chứ? Tên Diệp Quân đó cũng không ở đây. Hơn nữa, trước kia không phải cô hay nói hắn là... An Khinh Hàn đột nhiên chạy tới trước mặt Thác Bạt yêu yêu. Lập tức bịt chặt miệng cô ấy, đừng nói nữa. Mọi người, đám người nhà họ An càng biến sắc. Cô gái nhà họ Thác Bạt này sao vẫn điên khùng vậy chứ? Lúc này, Thác Bạt yêu yêu cũng thấy có gì đó không đúng lắm. Cô ấy đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng dừng mắt ở Diệp Quân. Nhìn thấy Diệp Quân, cô ấy nhất thời tò mò, anh chàng đẹp trai, ngươi là ai vậy? Diệp Quân cười nói, ta chính là Diệp Quân mà cô vừa nói đó. Mẹ kiếp! Thác Bạt yêu yêu trợn mắt, lập tức nhảy dựng lên, ngươi! Ngươi! Diệp Quân, ta thế nào? Thác Bạt yêu yêu chớp mắt, lập tức ngã xuống. Diệp Quân không nói gì. Người này lại còn giả chết. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, hỏi cô ấy xem, có phải thiên tổ của cô ấy có một vị tên là Thác Bạt tiểu yêu không? Mặc dù Diệp Quân nghi hoặc, nhưng vẫn nghe theo, hắn nhìn Thác Bạt yêu yêu đang giả chết, cười nói, cô gái! Tiên tổ nhà họ Thác Bạt của cô có ai tên là Thác Bạt tiểu yêu không? Nghe Diệp Quân nói vậy, Thác Bạt yêu yêu lập tức ngồi dậy, cô ấy nghi hoặc sao ngươi biết? Tiểu Tháp trong cơ thể Diệp Quân nói, cũng được coi là người quen của cha ngươi. Cô bé này cũng không đáng tin cậy giống như tiên tổ của cô bé. Diệp Quân hơi kinh ngạc, là thế nào? Tiểu Tháp cười nói, năm đó cha ngươi gặp chuyện phiền toái, người đó bảo đi gọi người giúp đỡ. Sau đó không thấy tăm hơi đâu nữa. Diệp Quân. Tiểu Tháp nói tiếp, khi cho vài lợi ích, tiên tổ của cô ấy đúng là từng giúp cha ngươi không ít, mặc dù lần cuối lại cho cha ngươi leo cây. Diệp Quân mỉm cười, xòe tay ra. Một chiếc nhẫn không gian từ từ bay tới trước mặt Thác Bạt yêu yêu. Thác Bạt yêu yêu hơi nghi hoặc, cái này là gì? Diệp Quân cười nói, tiên tổ nhà cô là bạn cũ của cha ta. Đây là một chút tâm ý của ta, cô đừng từ chối. Vẻ mặt Thác Bạt yêu yêu lập tức trở nên u ám. Diệp Quân hỏi, sao vậy? Thác Bạt yêu yêu cúi đầu, trầm mặc một lúc lâu, nhẹ giọng nói, chuyện giữa tiên tổ với kiếm chủ nhân gian. Năm đó tiên tổ về tới gia tộc đã yêu cầu người trong tộc đi giúp đỡ, nhưng người trong tộc không đồng ý, không chỉ vậy, bọn họ còn sợ tiên tổ làm liên lụy tới người trong tộc, vậy nên giam tiên tổ lại. Diệp Quân nhíu mày. Thác Bạt yêu yêu trầm giọng nói, do đó tiên tổ buồn bực không vui. Tuy kiếm chủ nhân gian sau đó cũng bình yên vô sợ, nhưng tiên tổ không còn mặt mũi gặp ông ấy, cuối cùng buồn bực mà chết. Nhà họ Thác Bạt ta cũng sợ đắc tội với kiếm chủ nhân gian nên vẫn luôn che giấu chuyện này. Diệp Quân trầm mặc, hắn không ngờ chuyện lại là vậy. Tiểu Tháp đột nhiên cũng nhẹ giọng nói, lúc trước có lẽ tiểu chủ đã đi xem. Kiếm chủ nhân gian từng quay lại Thanh Châu mấy lần, nhưng không đến nhà họ Thác Bạt. Một nỗi tiếc nuối. Diệp Quân cũng hơi bùi ngùi, đúng là đời người vô thường. Diệp Quân nhìn về phía Thác Bạt yêu yêu, hắn chỉ tay, một kiếm ý đột nhiên tiến vào giữa trán Thác Bạt yêu yêu. Thác Bạt yêu yêu nghi hoặc, đây là gì? Diệp Quân mỉm cười nói, đây là một sợi kiếm ý của ta, thời khắc nguy cấp, cô có thể gọi ta tới. Nghe Diệp Quân nói vậy, đám cường giả nhà họ An ở giữa sân lập tức lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ. Gọi Diệp Quân tới ư? Chuyện này tương đương với việc ở vũ trụ quan huyên, Thác Bạt yêu yêu là vô địch. Hơn nữa,
Sau khi lãnh đạo cấp cao của thư viện Quan Huyên nhận được tin này, nhất định sẽ âm thầm chiếu cố Thác Bạt Yêu Yêu. Nói cách khác, tương lai của Thác Bạt Yêu Yêu sẽ một bước lên mây. Thác Bạt Yêu Yêu trừng mắt nhìn, chỉ có thể gọi một lần thôi sao? Diệp Quân cười nói, cô muốn gọi mấy lần? Thác Bạt Yêu Yêu do dự, nói ta muốn gọi hai lần. Nghe Thác Bạt Yêu Yêu nói vậy, đám cường giả nhà họ An lập tức bất mãn, cô nhóc này tham lam thật đấy. Diệp Quân tò mò, tại sao? Thác Bạt Yêu Yêu nhìn lướt qua An Khinh Hàn bên cạnh, nói, Khinh Hàn là bạn tốt nhất của ta, chúng ta đã từng nói, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, cho nên, ta muốn cô ấy cũng có một lần. Nghe Thác Bạt Yêu Yêu nói vậy, đám cường giả nhà họ An lập tức xấu hổ. An Khinh Hàn nhẹ nhàng nắm chặt tay Thác Bạt Yêu Yêu, mỉm cười, ta không cần đâu. Nghe Thác Bạt Yêu Yêu nói vậy, Diệp Quân hơi bất ngờ, xã hội này, có rất nhiều lúc, có nạn cùng chịu rất dễ, có phúc cùng hưởng thì thật sự quá khó. Cô gái nhỏ trước mặt lại có thể nghĩ cho bạn mình, thật hiếm có. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía An Khinh Hàn, xòe tay, một sợi kiếm ý cũng tiến vào giữa trán An Khinh Hàn. Thấy cảnh tượng này, người nhà họ An lập tức mừng như điên. Rất nhiều người còn quỳ xuống. Sợi kiếm ý này đại diện cho điều gì? Đại diện cho sự tán thành của Diệp Quân. Có sợi kiếm ý này, người ngoài sẽ nhìn An Khinh Hàn thế nào? Họ nhất định đối đãi với An Khinh Hàn như truyền nhân của Diệp Quân. Từ nay về sau, ai dám bắt nạt nhà họ An nữa chứ? Diệp Quân cũng không nghĩ nhiều, nhưng nhà họ An sẽ nghĩ vậy, vì với Diệp Quân, chỉ là một sợi kiếm ý nho nhỏ, nhưng với nhà họ An, đây không chỉ như một lá bùa hộ mệnh cho An Khinh Hàn, còn là bùa hộ mệnh cho cả nhà họ An. Diệp Quân cười nói, hy vọng nhìn thấy các cô ở Tổng Viện. Nói xong, hắn kéo Nạp Lan Ca quay người rời đi. Tổng Viện. Đám cường giả nhà họ An lại vội vàng cung kính hành lễ. Thác Bạt Yêu Yêu nhìn về phía xa, nhẹ giọng nói, viện trưởng này không giống như ta nghĩ. An Khinh Hàn khẽ gật đầu, quả thật. Nói xong, cô ấy ngẩng đầu nhìn về phía xa, trong mắt ánh vẻ phức tạp. Thật ra, khi biết Diệp Quân đang quan sát cuộc tỷ võ, cô ấy căng thẳng hơn bất cứ ai, vì cô ấy biết, cô ấy muốn thay đổi vận mệnh của mình và nhà họ An thì nhất định phải đứng đầu. Hơn nữa, so với việc gia nhập Tổng Viện, cô ấy càng có niềm tin sẽ đạt được hạng nhất. Nhưng cô ấy cũng biết, chỉ một câu của người đàn ông đó cũng có thể khiến cô ấy và nhà họ An muôn đời không trở mình được. Điều khiến cô ấy không ngờ nhất là người đàn ông này khác hoàn toàn so với tưởng tượng của cô ấy, không chỉ giúp cô ấy giành được hạng nhất, mà còn cho cô ấy nhiều ưu đãi vậy. Viện trưởng, thư viện Quan Huyên, An Khinh Hàn chậm rãi nhắm mắt lại, giờ khắc này, cô ấy đột nhiên có một mục tiêu. Gia nhập Tổng viện thư viện Quan Huyên. Bảo vệ vũ trụ Quan Huyên. Trên ngã tư đường, Diệp Quân và Nạp Lan Ca chậm rãi bước đi. Thanh Châu, Thanh Thành. Diệp Quân liếc nhìn xung quanh, đây là nơi cha từng ở. Cũng bởi vì kiếm chủ nhân gian nên Thanh Thành nhiều năm nay không hề thay đổi, toàn bộ giữ lại nguyên trạng. Thanh Thành cũng cực kỳ phồn hoa, vì hàng năm đều có vô số người tới đây dạo chơi. Dù sao, đây là nơi kiếm chủ nhân gian từng sinh ra. Ở hai bên đường dẫn tới nhà họ Diệp, Diệp Quân và Nạp Lan Ca phát hiện có không ít kiếm tu ngồi xếp bằng, mấy kiếm tu này tới đây, thật ra lý do rất đơn giản, vì kiếm chủ nhân gian sinh ra ở nơi này. Nơi này từng sinh ra một kiếm tu rất giỏi. Chắc chắn là một vùng đất phong thủy. Rất nhiều người sẵn lòng tin tưởng điều này. Diệp Quân nhìn lướt qua bốn phía, nhẹ giọng nói, chỉ khi thành công, người khác mới sẵn sàng đi tìm hiểu quá khứ của ngươi. Nghe lại chuyện ngươi từng chịu khổ ngày xưa. Nói xong, hắn lắc đầu bật cười. Đúng lúc này, bên cạnh vang lên một giọng nói, vị trí này là của ta. Nghe vậy, Diệp Quân liếc nhìn, ở cửa lớn nhà họ Diệp gần đó, hai gã kiếm tu đang tranh giành một vị trí. Hai người tranh giành rất quyết liệt, thiếu điều rút kiếm. Diệp Quân nghi hoặc, nhà họ Diệp mặc kệ chuyện này sao? Nạp Lan Ca lắc đầu mỉm cười, chắc là quản không được. Diệp Quân khẽ gật đầu, cũng đúng. Khi nói chuyện, hai người đã tới trước cửa nhà họ Diệp, thấy Diệp Quân và Nạp Lan Ca đi tới, một gã kiếm tu mặc áo trắng lập tức đề phòng, các ngươi làm gì vậy? Diệp Quân cười nói, tới thăm hỏi nhà họ Diệp.
Tên kiếm tu mặc áo trắng cười nhạt, chắc đây là lần đầu ngươi tới đây nhỉ? Diệp Quân ngẫm nghĩ, nói, lần thứ hai. Tên kiếm tu áo trắng lạnh nhạt nói, ngươi nghĩ nhà họ Diệp sẽ cho ngươi vào hả? Đừng nằm mơ nữa. Ngươi tranh giành với gã kiếm tu áo trắng là một gã kiếm tu mặc áo sợi đay. Gã nhìn Diệp Quân, nói, lão đệ, chúng ta đều muốn vào nhà họ Diệp, nhưng đó là chuyện không thể, đừng nói là chúng ta. Kể cả người của nhà họ Diệp cũng không thể tùy tiện bước vào sân mà kiếm chủ nhân gian từng ở. Diệp Quân bừng tỉnh, lúc trước hắn có thể vào là nhờ có Diệp Trúc Tân dẫn đường. Diệp Trúc Tân. Nghĩ vậy, Diệp Quân không khỏi mỉm cười, hắn vẫn rất có thiện cảm với nhà họ Diệp này, vì lúc trước khi hắn đánh trận sống chết với Lục Thiên, thế hệ trẻ của nhà họ Diệp đều tới trợ lực cho hắn, hơn nữa, nhà họ Diệp còn tặng hắn một cặp phi kiếm. Mà lúc đó, hắn còn chưa để lộ thân phận. Diệp Quân mỉm cười, đến trước cửa lớn gõ nhẹ. Thấy cảnh tượng này, khuôn mặt gã kiếm tu áo trắng và gã kiếm tu mặc áo sợi đay lập tức biến sắc, vội lùi ra sau. Diệp Quân nghi hoặc, các ngươi làm gì vậy? Kiếm tu áo trắng trầm giọng nói, người điên rồi sao? Nhà họ Diệp đã từng nói, ngồi tu luyện ở bên ngoài bọn họ sẽ không quản, nhưng nếu dám gõ cửa quấy rầy thì bọn họ sẽ không tha. Diệp Quân ngẫm nghĩ, nói các vị đạo hữu, tu luyện vẫn cần dựa vào bản thân, có thể lấy một người làm mục tiêu, nhưng không thể quá đà, nếu quá đà. Gã kiếm tu áo trắng lập tức giận dữ nói, ngươi nghi ngờ tín ngưỡng của bọn ta hả? Diệp Quân. Gã kiếm tu áo trắng điên tiết nói, ngươi biết gì về kiếm đạo, ngươi có biết sau khi chúng ta tới đây tu luyện, tu vi kiếm đạo đã tăng lên rất nhiều, tu luyện ở đây, dường như kiếm chủ nhân gian cùng tồn tại với bọn ta. Ngươi hiểu cảm giác này không? Hiểu không hả? Diệp Quân. Gã kiếm tu mặc áo sợi đay bên cạnh cũng nói, một kiếm tu không có tín ngưỡng, thật đáng buồn. Nói xong, gã liếc xéo Diệp Quân, người như ngươi mà cũng có thể cưới được vợ, đúng là trời không có mắt. Nghe kiếm tu áo sợi đay nói thế, Nạp Lan Ca nắm chặt lấy tay Diệp Quân, mím môi cười. Diệp Quân cảm thấy hơi cạn lời. Dĩ nhiên hắn cũng biết được mình sai. Như những gì hai người trước mặt này nói, thật ra tín ngưỡng cũng là một động lực. Dĩ nhiên vận dụng tốt thì là động lực, còn không thì là sai lầm. Mấy kiếm tu trước mặt này đến đây tu luyện quả thật là một chuyện tốt với bản thân họ, vì họ tín ngưỡng kiếm chủ nhân gian, mà nơi này từng là nơi kiếm chủ nhân gian sinh sống. Cảm giác đó, cũng chỉ có người tin tưởng mới có thể trải nghiệm được. Lúc này cánh cửa Diệp phủ bỗng mở ra, thấy thế, kiếm tu ở một bên đều lùi về sau. Bây giờ nhà họ Diệp có địa vị không hề thấp trong thư viện quan huyên, thực lực của rất mạnh, không phải là người mà họ có thể đắc tội. Người bước ra là một ông lão, khi nhìn thấy Diệp Quân, ông lão sửng sốt, sau đó quỳ xuống, kính chào viện trưởng. Thấy thế mọi người đều sửng sốt. Cái quái gì thế? Sao người nhà họ Diệp lại quỳ như thế? Diệp Quân cũng hơi ngạc nhiên, ông biết ta à? Ông lão run giọng nói, năm đó lúc viện trưởng đến Diệp phủ, ta từng gặp viện trưởng. Diệp Quân cười nói, thì ra là thế, mau đứng lên đi. Nói xong hắn vung tay phải lên, ông lão được một luồng kiếm ý dịu dàng đỡ đứng lên. Ông lão vội vàng xoay người chạy vào trong phủ. Một lúc sau, tộc trưởng hiện giờ của nhà họ Diệp Diệp Lâm dẫn người Diệp tộc ra đón. Diệp Lâm dẫn người nhà họ Diệp đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh nói cung nghênh viện trưởng. Ở đằng xa, vừa nghe nói thế, mấy kiếm tu ở trước cổng Diệp phủ đều ngây người. Viện trưởng ư, đây là viện trưởng thư viện quan huyên hiện giờ Diệp Quân đó à? Đầu óc kiếm tu áo trắng và kiếm tu áo sợi đay bên cạnh Diệp Quân trống rỗng. Mẹ kiếp, đây là viện trưởng Diệp Quân hả? Diệp Quân mỉm cười, các vị không cần đa lễ, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Vì hắn thấy người bên ngoài càng lúc càng nhiều. Diệp Lâm vội nói, mời. Diệp Quân gật đầu, sau đó kéo Nạp Lan Ca đi vào trong Diệp phủ. Đợi sau khi Diệp Quân, Nạp Lan Ca và người Diệp phủ đi khuất, kiếm tu áo trắng bỗng run giọng nói, đó, đó là viện trưởng. Kiếm tu áo sợi đay hơi ngơ ngác gật đầu. Kiếm tu áo trắng ngồi phịch xuống đất, toát cả mồ hôi lạnh, chúng ta thế mà lại gặp được viện trưởng thư viện quan huyên. Kiếm tu áo sợi đay cũng cảm thấy không chân thật chút nào. Với họ, những người như vậy chỉ là người trong truyền thuyết.
vừa rồi họ không chỉ gặp được mà còn nói chuyện với đối phương. Có thể khoác lác chuyện này cả đời đấy. Trong Diệp phủ, Diệp Quân và Nạp Lan Ca ngồi vào vị trí giữa. Diệp Quân bảo Diệp Lâm ngồi xuống, mà có nói thế nào Diệp Lâm cũng không ngồi, Diệp Quân cũng cảm thấy bất lực, chỉ đành mặc ông ấy. Diệp Quân uống một hớp trà, sau đó nói, Trúc Tân cô nương không ở trong tộc à? Diệp Lâm cười nói, giờ cô ấy đang ở vũ trụ tiểu quân. Diệp Quân nói, tổng viện ư? Diệp Lâm mỉm cười, đúng thế. Diệp Quân hơi ngờ vực, ta ở tổng viện mà sao không gặp được cô ấy? Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân, lần nào huynh về cũng chỉ ở một lúc, sao có thể gặp được cô ấy chứ? Diệp Quân khẽ cười. Đúng là lần nào về hắn cũng chỉ ở lại có một lúc, đừng nói là người khác, ngay cả thời gian dành cho Nạp Lan Ca cũng chẳng nhiều. Diệp Quân nhìn Diệp Lâm, hắn mỉm cười, sau đó xòe bàn tay ra, một chiếc nhẫn chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Lâm. Diệp Lâm nói, viện trưởng, đây. Diệp Quân cười nói, Diệp Quân ta vẫn luôn nhớ đến ơn tình nhà họ Diệp tặng kiếm và giúp đỡ ta năm đó, đây là chút tấm lòng của ta, Diệp tộc trưởng đừng từ chối. Diệp Lâm do dự một chốc, sau đó nói, cảm ơn viện trưởng. Nói xong ông ấy nhận lấy chiếc nhẫn. Diệp Quân mỉm cười, ta muốn đến chỗ ở trước kia của cha. Diệp Lâm nói, ta dẫn viện trưởng đi. Diệp Quân gật đầu, sau đó nắm tay Nạp Lan Ca đứng dậy rồi đi cùng Diệp Lâm. Trên đường đi, Diệp Quân bỗng nói, mấy kiếm tu bên ngoài kia. Diệp Lâm cười khổ nói, bọn ta cũng không còn cách nào khác. Vì năm nào cũng có rất nhiều kiếm tu đến đây học tập. Lúc đầu bọn ta cũng cố gắng thuyết phục họ nhưng không có tác dụng, lâu dần bọn ta cũng chỉ có thể mặc kệ họ. Rất nhiều kiếm tu còn muốn vào nơi mà kiếm chủ nhân gian từng sống, nhưng bọn ta đã từ chối. Diệp Quân khẽ gật đầu, hắn quay đầu lại nhìn, sau đó xòe bàn tay ra, một tia kiếm ý bỗng xuất hiện trên con đường trước cổng Diệp phủ, cùng lúc đó một giọng nói bỗng vang vọng cả con đường. Đây là ý kiếm của ta, mong nó sẽ có thể giúp ích cho các vị. Thật ra hắn hiểu hành động của những kiếm tu này, vì không thể gia nhập vào thư viện quan huyên, truyền thừa kiếm đạo bên ngoài lại cực kỳ ít. Diệp Linh cô, một kiếm tu muốn nâng cao thực lực của mình, đường đi thật sự quá ít. Nếu hôm nay hắn đã gặp được, dĩ nhiên vẫn muốn để lại chút cơ duyên ở đây. Còn mấy kiếm tu này có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì chỉ đành xem khả năng của họ thế nào. Sau khi tia kiếm ý của Diệp Quân xuất hiện, các kiếm tu ngoài cổng Diệp phủ vui mừng khôn xiết. Họ biết đây là cơ hội viện trưởng trao cho họ. Diệp Lâm ở trong Diệp phủ cười khổ. Diệp Quân làm thế thì sau này Thanh Thành sẽ có nhiều kiếm tu hơn nữa. Nhưng đây cũng là chuyện tốt. Cũng chính vì kiếm chủ nhân gian, mấy năm nay Thanh Thành mới có thể luôn sầm uất như vậy. Mấy năm nay Thanh Thành phát triển cực kỳ nhanh. Dù là một số thành ở vũ trụ tiểu quân cũng chưa chắc đã sầm uất như Thanh Thành. Cũng chính vì thế mà mấy năm nay thiên tài và yêu nghiệt ở Thanh Thành cũng vô cùng nhiều. Bây giờ Diệp Quân để lại một tia kiếm ý ở đây, sẽ làm cho Thanh Thành trở nên náo nhiệt hơn, hơn nữa kiếm ý này lại để trước cổng Diệp Phủ. Người Diệp Phủ có thể được thơm lây. Nói xong Diệp Quân và Nạp Lan Ca đã đi đến nơi ở trước kia của kiếm chủ nhân gian, còn Diệp Lâm lặng lẽ đi ra ngoài. Diệp Quân kéo Nạp Lan Ca vào trong, nhìn khung cảnh bên trong, vẻ mặt Diệp Quân hơi phức tạp. Sau khi cuộc trò chuyện với Tiểu Tháp trước đó, hắn biết được rất nhiều chuyện về cuộc đời của cha mình, hắn biết lúc đầu cha mình rất không được lòng nhà họ Diệp, không chỉ bị chính người trong tộc của mình ruồng bỏ, cha còn suýt chết ở Diệp tộc. Thật ra sau đó dù cha có thể tiêu diệt Diệp tộc nhưng cha không làm thế. Diệp Quân biết cha không có bất kỳ tình cảm nào với Diệp tộc cả. Không có tình cảm dĩ nhiên cũng không có hận thù. Diệp Quân dẫn Nạp Lan Ca đi vào trong phòng, ở cách đó không xa, hắn lại nhìn thấy hai tượng đất lúc trước đã gặp. Một là cha, còn một là Diệp Linh cô. Diệp Quân đang định đi đến sờ vào hai tượng đất đó, ngay lúc này một giọng nói vang lên từ đằng sau, này. Diệp Quân xoay người lại, một người phụ nữ đã đứng phía sau hắn. Người đến chính là Diệp Linh. Diệp Quân mỉm cười, Linh cô. Diệp Linh cười nói, lần trước không nói cho con biết thân phận thật, không trách ta chứ. Diệp Quân lắc đầu, sao mà trách được. Diệp Quân khẽ cười, sau đó nhìn Nạp Lan Ca, đứa con dâu này xinh đẹp thật đấy.
Nạp Lan Ca mỉm cười, cảm ơn cô. Diệp Linh cười nói, sao hai con lại rảnh rỗi đến đây thế? Diệp Quân nói, con đây thăm cha, cũng tiện thể thăm cô. Diệp Linh đi đến một bên ngồi xuống, bà ấy cười nói, thật ra ca ca cũng không thích quay lại nơi này lắm nhưng ta vẫn thích nơi này, vì ta đã ở đây hơn 10 năm với huynh ấy, tất cả những điều tốt đẹp của chúng ta đều ở đây cả. Diệp Quân khẽ nói, cô vẫn định chờ cha ở đây sao? Diệp Linh chớp mắt, cha con không nói gì với con sao? Diệp Quân hơi ngạc nhiên, nói gì ạ? Diệp Linh cười nói, huynh ấy không nói, vậy thì ta cũng không tiện nói nhiều thêm. Diệp Quân tỏ ra ngờ vực. Diệp Linh cười nói, sau này con sẽ biết. Diệp Quân cười khổ. Diệp Linh bỗng bước đến trước mặt Nạp Lan Ca, bà ấy nhẹ nhàng xoa bụng Nạp Lan Ca, cười nói, là trai hay gái? Nạp Lan Ca thì thầm nói một câu bên tai Diệp Linh bật cười. Diệp Quân cạn lời. Thật ra hắn muốn biết giới tính của đứa bé là chuyện hết sức dễ dàng, nhưng hắn vẫn không muốn làm thế. Vì với hắn, trai gái gì cũng được, hắn đều thích. Diệp Linh bỗng nhìn Diệp Quân, nghe nói con muốn thiết lập một trật tự mới. Diệp Quân gật đầu, vâng ạ. Diệp Linh cười nói, năm đó ca ca cũng muốn làm chuyện này, nhưng sau đó huynh ấy nhận ra bản thân không hợp làm thế, nên đã giao nhiệm vụ này cho con. Nói đến đây bà ấy thấp giọng thở dài, muốn thiết lập một trật tự mới không phải là chuyện đơn giản. Diệp Quân gật đầu, đúng là không dễ làm nhưng con sẽ cố gắng. Diệp Linh mỉm cười, cố lên. Diệp Quân cười nói, giờ cô đang ở đâu? Diệp Linh trước mặt không phải là bản thể mà chỉ là hư tượng, hắn lại không thể nhìn được bản thể của bà ấy, điều này khiến hắn cảm thấy hơi ngạc nhiên. Phải biết rằng, với thực lực hiện giờ của hắn hoàn toàn có thể phân thân để nhìn bản thể. Nhưng hắn lại không nhìn thấy bản thể của Diệp Linh. Diệp Linh cười nói, ta ở một nơi rất xa nơi này. Diệp Quân còn muốn hỏi thêm nhưng Diệp Linh lại nói, ta vẫn còn vài việc gấp, không nói chuyện với con nữa. Nói xong bà ấy bỗng lấy một chiếc hộp ra đưa cho Nạp Lan Ca, đây là quà tặng cho bảo bối trong bụng con, đợi lúc nào ta có thời gian, ta sẽ đến tìm hai đứa. Nói xong bà ấy biến mất. Diệp Quân lắc đầu, cô này, cởi mở hơn lần trước rất nhiều. Nạp Lan Ca hơi tò mò mở hộp ra, vừa mở chiếc hộp, bên trong vang lên tiếng nhạc vui tai, bên trong hộp là một người tí hon đang nhảy múa, rất đẹp. Thấy thế Diệp Quân và Nạp Lan Ca nhìn nhau cười. Hai vợ chồng ở trong phòng một lúc rồi rời đi, lúc rời đi Diệp Quân còn quay đầu lại nhìn, khẽ nói, không biết sau này cha có quay lại nhìn nó một lần nữa không? Diệp Quân và Nạp Lan Ca rời khỏi Thanh Thành, hai người họ về tổng viện của Thư viện Quan Huyên. Trong tiểu viện, Diệp Quân nằm trên ghế, bên cạnh là Nạp Lan Ca, cô mặc một bộ váy màu đỏ nhạt, dung mạo tuyệt thế. Nạp Lan Ca đang báo cáo cho Diệp Quân về sự phát triển của Thư viện Quan Huyên trong những năm qua. Diệp Quân vốn định phủi tay không làm, nhưng lần này Nạp Lan Ca không nuông chiều hắn nữa. Bởi vì lúc Tần Quan rời đi đã dặn dò cô rằng Diệp Quân có thể không lo toan chuyện này, nhưng tất cả mọi chuyện hắn đều phải biết, để hắn có chừng mực. Thật ra Tần Quan cũng biết rõ Diệp Quân không thể vướng vào những chuyện vặt vãnh này. Đối với Thư viện Quan Huyên, Diệp Quân bây giờ là chỗ dựa vững chắc, Thư viện không thể hỗn loạn nổi, bởi vì các khía cạnh của Thư viện Quan Huyên đã dần trưởng thành và có thể tự vận hành. Đương nhiên phải có người xây dựng phương hướng và chính sách. Trước đây tất cả mọi chuyện đều do Tần Quan làm, nhưng bây giờ, Tần Quan muốn Diệp Quân trở thành người lo liệu. Diệp Quân cũng hiểu điều này. Diệp Quân nằm trên ghế, yên lặng lắng nghe. Vẻ mặt Diệp Quân dần trở nên nghiêm túc, bởi vì hắn phát hiện không biết từ lúc nào Thư viện Quan Huyên đã nắm giữ hàng vạn vũ trụ và tinh vực. Đơn giản mà nói, nơi mà hắn đi qua đều đã thuộc về vũ trụ Quan Huyên. Hơn nữa Tần Quan cũng đã bắt đầu giới thiệu rộng rãi Quan Huyên Pháp ở các vũ trụ khác. Quan Huyên Pháp dần trở thành luật pháp và quy tắc của vũ trụ. Nghĩ đến đây, sắc mặt Diệp Quân dần thêm phần nghiêm túc. Bởi vì một khi Quan Huyên Pháp trở thành quy luật trong vũ trụ thì sau này sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề, ví dụ như nếu Quan Huyên Pháp không công bằng, người dùng Pháp không đúng thì Quan Huyên Pháp sẽ trở thành ác Pháp, như vậy thì trật tự mới cũng trở thành trật tự xấu. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Diệp Quân quay lại nhìn Nạp Lan Ca, Nạp Lan Ca cũng hiểu ý của Diệp Quân,
lập tức nói, chúng ta có đội ngũ lớn mạnh đang không ngừng cải thiện quan huyên pháp, không chỉ vậy, ở một số nơi đặc biệt, chúng ta còn định ra quan huyên pháp đặc biệt. Diệp Quân nhẹ nhàng nói, khi mở rộng quan huyên pháp, chắc đã gặp phải rất nhiều vấn đề và khó khăn nhỉ. Nạp Lan Ca gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân lắc đầu thở dài. Lúc này hắn mới phát hiện việc thiết lập trật tự vũ trụ hoàn toàn mới không phải là điều mà một mình hắn có thể làm được. Bởi vì việc này không chỉ dựa vào thực lực. Nhà họ Dương dựa vào nền tảng và thực lực để đạt được như ngày hôm nay. Nạp Lan Ca nói tiếp, còn một vấn đề nữa, đó là nội bộ thư viện bắt đầu xuất hiện các phe phái rồi. Diệp Quân nhìn Nạp Lan Ca, các phe phái ư? Nạp Lan Ca gật đầu. Diệp Quân nói, muội nói đi. Nạp Lan Ca ngập ngừng nói. Diệp Quân cười nói, nhà họ Nạp Lan cũng tính là một phe phái sao? Nạp Lan Ca khẽ gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân im lặng. Nạp Lan Ca liếc nhìn Diệp Quân, nói, bây giờ đại cục chia làm bốn phe, gồm tộc Nạp Lan, tộc Thiên Long, chân vũ trụ còn lại là phe của một số thế lực ở Tuế Nguyệt Trường Hà, về phần những thế lực nhỏ, bọn họ cũng đã bắt đầu lập nhóm. Nói đến đây, trong mắt cô hiện lên vẻ lo lắng, mẹ từng nói mặc dù bây giờ thư viện quan huyên đã đoàn kết hơn nhưng nội bộ cũng bắt đầu xuất hiện nhiều vấn đề. Một khi nhà họ Dương không có ai cai quản thì thư viện sẽ sụp đổ ngay lập tức, hơn nữa còn phá hủy toàn bộ vũ trụ. Diệp Quân nói, huynh đã lường trước được những vấn đề này, nhưng không ngờ chúng lại đến nhanh như vậy. Nạp Lan Ca nói, mấu chốt của vấn đề là thiết lập một trật tự hoàn toàn mới, đây là mục đích của nhà họ Dương, nhưng lại không phải là mục đích của tất cả các thế lực. Mục đích của bọn họ là đạt được nhiều lợi ích trong trật tự mới này. Diệp Quân gật đầu, đây cũng là điều bình thường. Nạp Lan Ca khẽ gật đầu, chúng ta cũng đang cố gắng cân bằng thế lực trong nội bộ thư viện, đồng thời phân chia lợi ích một cách công bằng. Cô nắm tay Diệp Quân, cho dù quan huyên pháp có thực sự phổ biến thì nó cũng không thể cân bằng toàn bộ vũ trụ, càng không thể đứng ra giải quyết vũ trụ kiếp. Muội từng hỏi mẹ những vấn đề này rồi, mẹ nói đến lúc đó để huynh giải quyết, chúng ta là vợ chồng, có một số vấn đề muội không hỏi huynh. Nhưng không có nghĩa là muội không muốn biết. Diệp Quân nắm tay Nạp Lan Ca, cười nói, huynh cũng không muốn giấu muội, chỉ là có một số chuyện bây giờ nói ra không có ý nghĩa gì cả. Nạp Lan Ca gật đầu, muội hiểu. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về phía xa, vũ trụ kiếp. Chân tỷ. Lúc này, hắn nhớ tới người phụ nữ chân áp vũ trụ kiếp. Lúc này hắn cũng ý thức được thì ra vũ trụ kiếp trong vũ trụ này đáng sợ hơn nhiều so với vũ trụ kiếp ở bên ngoài. Bởi vì vũ trụ kiếp nơi này đã bị trấn áp vô số lần. Ác đạo. Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, thời gian của hắn không còn nhiều nữa. Nạp Lan Ca nhẹ nhàng hỏi, lúc nào huynh đi? Cô biết Diệp Quân sắp phải đi rồi. Diệp Quân quay lại nhìn Nạp Lan Ca, cười nói, huynh ở cùng muội thêm một thời gian nữa. Nạp Lan Ca không từ chối, khẽ gật đầu nói, vâng. Diệp Quân ở thư viện bầu bạn với Nạp Lan Ca nửa tháng, trong nửa tháng này, hắn không tu luyện, ban ngày cùng Nạp Lan Ca làm việc, buổi tối ngủ cùng Nạp Lan Ca. Nửa tháng sau, Diệp Quân rời đi. Ở cửa đại điện, Nạp Lan Ca ngẩng đầu nhìn đạo kiếm quang biến mất trên bầu trời, hồi lâu không nói gì. Từ khi thành thân với Diệp Quân đến nay, đây là khoảng thời gian họ ở bên nhau lâu nhất. Nếu có thể lựa chọn, cô vẫn hy vọng có thể trở thành một đôi tình nhân bình thường với Diệp Quân, bởi vì cô không có nhiều tham vọng về quyền lực. Nhưng cô biết, thân phận của Diệp Quân khiến hắn không thể làm người bình thường. Điều cô nên làm bây giờ là hỗ trợ thật tốt cho Diệp Quân. Tựa như nghĩ tới điều gì đó, Nạp Lan Ca cúi đầu nhìn bụng mình đang lớn lên, cười nói, lần sau cha con trở về chắc là lúc con ra đời. Sau khi rời khỏi vũ trụ quan huyên, Diệp Quân đến tộc Thiên Long, sau đó dẫn Ngao Thiên Thiên đến chân vũ trụ. Trong chân thần điện, có một cô gái đang xem giấy tờ. Cô gái này mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, bụng hơi nhô lên. Cô gái này là Từ Thụ. Lúc này, Từ Thụ cảm nhận được điều gì đó, nàng ta ngẩng đầu nhìn ra cửa đại điện, không biết từ lúc nào đã có một người đàn ông đứng đó. Người tới chính là Diệp Quân. Nhìn thấy Diệp Quân, Từ Thụ cười nói, về rồi à? Diệp Quân tiến vào, những người khác nhìn thấy Diệp Quân liền lui ra. Bây giờ, Diệp Quân không chỉ là vua của vũ trụ quan huyên, mà còn là vua của chân vũ trụ.
Diệp Quân đi tới trước mặt Tử Thụ, cười nói, đi dạo cùng ta đi. Tử Thụ gật đầu, được. Hai người rời khỏi chân thần điện. Tử Thụ nói, kể cho ta nghe chuyện lúc huynh ở ngoài đi. Diệp Quân cười nói, muội có thứ thú với chuyện này à? Tử Thụ gật đầu. Diệp Quân nói, thật ra cũng không có gì để kể. Tử Thụ lườm Diệp Quân. Diệp Quân bật cười, sau đó nói về những gì đã xảy ra trong thời gian qua. Sau khi nghe xong, Tử Thụ nói, không ngờ vũ trụ lại rộng lớn như vậy, hơn nữa bên ngoài còn có rất nhiều nền văn minh mà chúng ta chưa biết tới. Diệp Quân khẽ gật đầu, ta cũng rất bất ngờ. Tử Thụ nói, sau này huynh định tiếp tục ra ngoài mạo hiểm sao? Diệp Quân gật đầu. Tử Thụ ngập ngừng rồi thôi. Diệp Quân nắm lấy tay Tử Thụ, cười nói, ta hiểu ý của muội, bây giờ vũ trụ quan huyên đã lớn mạnh, đã đến lúc dừng lại ổn định thư viện, đúng không? Tử Thụ gật đầu, thư viện và tiên bảo các gần như đã nắm vững trụ vũ và thế giới, nội bộ thư viện không ổn định lắm, còn có rất nhiều vấn đề. Diệp Quân nói, ta biết nhưng ta vẫn muốn ra ngoài sông pha, ngắm nhìn thế giới. Tử Thụ ngẫm nghĩ rồi gật đầu, cũng được, huynh ở lại thư viện cũng chẳng giúp được gì. Diệp Quân lườn, muội nói gì vậy chứ? Tử Thụ cười nói, chẳng phải mọi chuyện huynh đều đùn đẩy cho người khác sao? Diệp Quân cười nói, ta nghe nói chân vũ trụ đã tự lập một phái. Tử Thụ gật đầu, không còn cách nào khác. Không chỉ chân vũ trụ ta mà nội bộ thư viện đã bắt đầu phân phe phái, mỗi phe phái đều rất vững chắc, không từ thủ đoạn để tham gia nội các, muốn dành nhiều tiếng nói hơn, vấn đề này huynh phải chú ý. Nói đến đây, nàng ta nhìn Diệp Quân, vấn đề này cần huynh giải quyết. Diệp Quân cười lớn, yên tâm đi, ta sẽ không đùn đẩy vấn đề này cho con trai ta giải quyết đâu. Cha có thể gài bẫy con, nhưng hắn không muốn vậy. Tử Thụ cũng gật đầu, thư viện quan huyên bây giờ đã không còn là thư viện quan huyên ban đầu nữa, đừng nói là con trai của Diệp Quân, mà ngay cả Diệp Quân cũng phải vật lộn để giải quyết những vấn đề này. Diệp Quân hỏi, Từ Nhu đâu? Còn nhớ đến ta à? Đúng lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng Diệp Quân. Diệp Quân quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái cách đó không xa, nàng ta mặc một bộ váy màu vàng nhạt, nhẹ nhàng thanh nhã. Người tới chính là Từ Nhu. Diệp Quân cười, sao có thể quên tỷ được chứ? Vừa nói hắn vừa đưa tay trái ra. Từ Nhu nhìn tay trái của Diệp Quân, người nằm mơ đi. Diệp Quân cười lớn rồi hỏi tiếp, Từ Kính đâu? Từ Thụ đáp, Từ Kính đi tu luyện rồi, bây giờ không biết ở đâu nữa. Diệp Quân hơi bất ngờ, đi tu luyện sao? Từ Thụ gật đầu, đi rất lâu rồi. Diệp Quân hơi lo lắng. Tử Thụ cười nói, yên tâm đi, trên người tỷ ấy có bảo vật của chân tỷ, người bình thường không thể đả thương tỷ ấy. Chân tỷ. Nghe vậy, ba người cùng trầm mặc. Diệp Quân nói, chúng ta đi tìm chân tỷ. Từ Nhu và Tử Thụ đồng thanh nói, được. Diệp Quân cười lớn, đi thôi. Nói xong hắn dẫn theo hai cô gái biến mất tại chỗ. Lần này, không chỉ đi thăm chân tỷ, mà hắn còn muốn nhân tiện đấu với ác đạo. Chết tiệt! Có kiếm Thanh Huyên trong tay, chém chết cô ta. Diệp Quân dẫn hai cô gái đến kiếp giới. Vừa bước vào kiếp giới, Diệp Quân đã cảm nhận được uy lực đáng sợ. Vũ trụ kiếp! Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, uy lực này mạnh hơn lúc đầu rất nhiều. Vũ trụ kiếp này đúng là ngày càng mạnh thêm. Sắc mặt Từ Thụ và Từ Nhu cũng vô cùng nghiêm trọng. Bây giờ họ vẫn chưa vào khu vực trung tâm của kiếp giới nhưng uy lực đó đã đè ép khiến họ hơi nghẹt thở. Lúc này Diệp Quân phất tay áo, kiếm ý lao ra, thoáng chốc uy lực đè ép trên người hai cô gái bị đẩy lùi. Thấy thế Từ Nhu nhìn Diệp Quân, vẻ mặt khá phức tạp. Bây giờ thực lực của Diệp Quân đã khiến nàng ta cảm thấy không thể nhìn thấu được. Thực lực của tên này đã tăng đến mức đáng sợ. Tử Thụ cũng hơi ngạc nhiên vì nàng ta không ngờ hiện giờ thực lực của Diệp Quân lại mạnh đến mức này. Lúc này Diệp Quân bỗng nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, ba người đi vào đến khu vực trung tâm ở đằng xa. Không lâu sau, ba người nhìn thấy một lôi khu, đó là một lôi khu màu máu, trong lôi khu đó toát ra từng tia sấm chớp đáng sợ. Sắc mặt Tử Thụ và Tử Nhu trở nên nghiêm trọng. Diệp Quân nhìn lôi khu đó nói, ác đạo, ra đi. Một tia sấm màu máu bỗng lao ra từ trong lôi khu đó,
lao thẳng về phía ba người Diệp Quân. Diệp Quân kéo hai cô gái ra phía sau, hắn bước đến trước vung kiếm lên. Ầm, tia sấm màu máu đó bị nhát kiếm này của hắn ép buộc dừng lại. Nhưng lúc này một bóng người bỗng lướt qua. Ầm, kiếm quang bị phá tan, Diệp Quân chấn động lùi về sau cả ngàn trượng. Một cô gái xuất hiện ở nơi mà Diệp Quân vừa đứng, cô gái mặc chiếc váy lôi màu đỏ máu, cả người toát ra từng uy lực sấm sét đáng sợ. Ác đạo. Ác đạo lạnh lùng nhìn Diệp Quân, có phải ngươi nghĩ ngươi lại giỏi rồi không? Diệp Quân khẽ cười, lại lần nữa nào. Nói xong hắn bỗng bước đến trước, một luồng sức mạnh khủng khiếp bao phủ lấy ác đạo. Kiếm vực. Ngay khi kiếm vực này xuất hiện, vô số kiếm quang lao ra. Khuôn mặt ác đạo đầy vẻ khinh thường, cô ta phất tay áo, lôi quang đỏ máu bộc phát, thoáng chốc vô số kiếm quang bị vỡ tan, không chỉ thế, kiếm vực của Diệp Quân cũng bỗng vỡ nát. Diệp Quân liên tục lùi về sau, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Thấy thế, Từ Thụ và Từ Nhu biến sắc. Ác đạo không ra tay nữa, cô ta lạnh lùng nhìn Diệp Quân sắc mặt trắng như giấy ở đằng xa, cười nhạo, có phải ngươi nghĩ ta chẳng được tích sự gì, có thể tùy ý gây khó dễ không? Diệp Quân lau máu ở khóe môi, cười nói, thì ra cách biệt giữa chúng ta không lớn đến thế. Thật ra mục đích của hắn rất đơn giản, muốn xem thử sự chênh lệch giữa hắn và ác đạo hiện giờ là thế nào, phải biết rằng khi lúc đầu đối mặt ác đạo, hắn chẳng thể đánh trả được một đòn. Nhưng bây giờ ác đạo đã không còn khả năng giết hắn trong tích tắc. Quan trọng nhất là hắn cũng không dùng hết sức. Nghe Diệp Quân nói thế, ác đạo híp mắt lại, cô ta xòe bàn tay ra, một quả cầu giống như tia chớp đỏ máu xuất hiện trong bàn tay cô ta, sau đó cô ta đánh nó về phía Diệp Quân. Ngay lập tức tia sấm đỏ máu đó biến thành một tia sét bay về phía Diệp Quân. Uy lực chứa trong huyết lôi đó lập tức lan ra khắp kiếp giới, cực kỳ khủng khiếp. Lúc này Diệp Quân bỗng bước đến trước, sau đó đâm một nhát kiếm. Ầm, nhát kiếm này khiến sấm sét đỏ máu đó nứt ra. Vì lần này Diệp Quân dùng đến kiếm Thanh Huyên. Ánh mắt Diệp Quân lóe lên tia lạnh lùng, tay phải cầm kiếm xoay một vòng. Ầm. Tia sấm đỏ máu đó lập tức nổ tung, nhưng ngay sau đó một tàn ảnh lao đến trước mặt hắn. Vèo. Kiếm quang và lôi quang bị phá tan, Diệp Quân lùi về sau cả ngàn trượng, khi hắn dừng lại lôi quang lại đánh về phía hắn lần nữa. Diệp Quân cầm kiếm chém một nhát, lôi quang lao đến. Ầm. Kiếm quang bị phá tan, Diệp Quân lại lùi về sau, lần này hắn lùi ra xa cách đó cả vạn trượng. Vừa dừng lại. Khóe môi hắn xuất hiện dòng máu. Ác đạo không tiếp tục ra tay, cô ta lạnh lùng nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Quân, mặt đầy vẻ khinh thường, vẫn còn một món thần vật. Lúc này Từ Nhu xuất hiện bên cạnh Diệp Quân, nàng ta trầm giọng nói, không sao chứ. Diệp Quân lau vết máu bên khóe miệng, mỉm cười nói, không sao. Từ Nhu hơi bất mãn, còn không sao à. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn ác đạo ở phía xa, cười nói, ta biết thực lực của cô ta rồi. Thực lực của ác đạo trước mặt chắc chắn mạnh hơn cường giả 9 phần thần tính bình thường, nhưng lại yếu hơn độc khai nhất đạo. Nhưng thực lực ác đạo lại không ngừng tăng lên. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Quân bỗng nói, cô biết thần nhất không? Thần nhất? Ác đạo nhíu mày. Diệp Quân nhìn ác đạo, bây giờ ta là người truyền thừa của thần nhất. Hắn vẫn không quên ác đạo trước mặt này từng là người thuộc thần điện. Khuôn mặt ác đạo không cảm xúc, liên quan quái gì đến ta? Diệp Quân lặng thinh. Quả nhiên cô ta vẫn không thừa nhận. Ác đạo bỗng nhắm mắt lại, thầy, cuối cùng vẫn sai lầm rồi. Diệp Quân nhìn ác đạo, lúc đầu có ông ấy ở đây, có phải trật tự của vũ trụ thần nhất rất tốt không? Ác đạo nhìn Diệp Quân, nhưng sau khi ông ấy đi thì sao? Thần điện trở thành như thế nào? Vũ trụ thần nhất lại biến thành bộ dạng gì? Diệp Quân lặng thinh. Ác đạo nói tiếp, vạn vật không ngừng tranh đoạt vũ trụ, họ vì muốn mạnh hơn, sống càng lâu hơn, nhưng bản chất vũ trụ đáng chết thế sao? Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta nghĩ chuyện này có thể giải quyết bằng cách khác. Ác đạo mỉa mai nói, còn có biện pháp giải quyết khác sao? Ngươi xem thường lòng tham và ác tính của loài người các ngươi rồi, ngươi có biết tại sao ta tồn tại không? Vì sự tham lam và hung ác của loài người các ngươi nên mới có ta. Các ngươi có thể tạm thời trấn áp ta nhưng các ngươi không thể ngăn được lòng tham và sự xấu xa của con người.
Từ Nhu bỗng nói, người muốn hủy diệt vạn vật nhất định không để bị ngươi hủy diệt, cho nên chúng ta cũng không cần đắn đo vấn đề này vì không có đúng sai, chỉ là vấn đề lập trường thôi. Ác đạo nhìn Từ Nhu, các ngươi sẽ gieo gió gặt bão, không có một vũ trụ nào có thể tồn tại mãi mãi, đây là luân hồi, là nguyên tắc tối thượng của vũ trụ, cho dù là thầy năm đó cũng không thể giải quyết được vấn đề này. Diệp Quân bỗng cười nói, ác đạo, chúng ta sẽ nói về vấn đề này sau, hôm nay bọn ta đến đây là muốn gặp chân tỷ. Chân thần. Nghe Diệp Quân nói thế, sắc mặt ác đạo trở nên hung tợn, cút. Cô ta vừa dứt lời, từng uy lực sấm chớp đáng sợ cuộn trào ra từ trong người cô ta. Thấy thế Diệp Quân biến sắc, cô ta nổi điên cái gì vậy chứ? Hắn không dám khinh suất, cầm kiếm Thanh Huyên kiếm vung lên, kiếm quang lần lượt hiện ra, thế nhưng những luồng kiếm quang này của hắn không ngăn được lôi quang đó, vừa chạm vào đã bị đánh cho tan tác. Ngay khi Diệp Quân và Ngao Thiên Thiên dung hợp, đồng thời kích hoạt huyết mạch, một sức mạnh bí ẩn bỗng xuất hiện, sau đó vô số lôi quang lập tức bị chấn áp. Ác đạo xoay người, gằn giọng nói, chân thần. Không ai đáp lời. Ác đạo nổi giận một hồi, lạnh lùng nhìn Diệp Quân, sau đó xoay người biến mất. Diệp Quân nhìn đằng xa, chân tỷ không xuất hiện. Diệp Quân nói, chân tỷ. Không ai đáp lời. Diệp Quân nói tiếp, chân tỷ. Vẫn không có ai đáp lời. Vẻ mặt Diệp Quân khá phức tạp, sau đó thấp giọng thở dài, nếu chân tỷ đã không muốn gặp chúng ta, vậy đi thôi. Nói xong hắn kéo hai cô gái định rời đi. Lúc này Từ Nhu lắc đầu khẽ cười, chiêu này của ngươi không có tác dụng với chân tỷ. Diệp Quân. Từ Nhu nhìn đằng xa, khẽ nói, chân tỷ, ra đây gặp chút đi. Vẫn không ai đáp lời. Từ Nhu đang định lên tiếng. Ngay lúc này thời không cách đó không xa bỗng rung lên, ngay sau đó một cô gái chậm rãi bước ra. Một chiếc váy dài trắng tuyết, phong thái tuyệt đỉnh. Từ Chân. Nhìn Từ Chân chậm rãi bước đến trước mặt mình, từng cảnh tượng trước quá khứ đột nhiên hiện lên trong tâm trí Diệp Quân. Từ Chân nhìn ba người trước mặt, nở nụ cười xinh đẹp, đã lâu không gặp. Từ Nhu và Từ Thụ lập tức chạy đến trước mặt Từ Chân, sau đó ôm chặt lấy cô ta. Từ Chân cũng nhẹ nhàng ôm lấy hai người, trong mắt đầy vẻ yêu chiều. Một lúc sau, Từ Nhu và Từ Thụ lùi sang một bên, sau đó nhìn Diệp Quân, Diệp Quân chậm rãi bước đến trước mặt Từ Chân, mỉm cười, chân tỷ. Từ Chân bỗng giơ tay ra vuốt ve gương mặt Diệp Quân, mỉm cười nói, trưởng thành rồi. Vẫn dịu dàng như thế. Diệp Quân nắm lấy tay Từ Chân, mỉm cười nói, chân tỷ, thật xin lỗi, vẫn cần tỷ chờ một thời gian nữa. Từ Chân gật đầu, mỉm cười, không sao. Diệp Quân khẽ nói, ở đây chắc là rất nhàm chán nhỉ. Từ Chân nắm lấy tay Diệp Quân, cười nói, đi một lát với chân tỷ. Diệp Quân gật đầu. Từ Chân kéo Diệp Quân đi về phía khu vực lôi kiếp ở đằng xa. Vừa đi được mấy bước, nhưng nghĩ đến điều gì, Từ Chân bỗng quay đầu nhìn Từ Nhu và Từ Thụ, các muội còn ngây ra đó làm gì. Cùng đi đi. Hai cô gái kia hơi sửng sốt. Sau đó mỉm cười, vội đi theo. Từ Chân dẫn ba người Diệp Quân đi về phía lôi khu trung tâm, càng đến gần lôi khu đó, uy lực đó càng khủng khiếp. Vẻ mặt Diệp Quân dần trở nên nghiêm trọng, uy lực đáng sợ trong lôi khu đó khiến hắn cảm nhận được khí tức chết chóc. Nguy hiểm, chưa từng mãnh liệt như lúc này. Từ Thụ bỗng nói, chân tỷ, đây là kiếp đó à? Từ Chân khẽ gật đầu, kiếp này bị ta trấn áp rất nhiều lần. Uy lực của nó liên tục chất biến, nếu nó nổ tung, bây giờ các vũ trụ đã được khám phá chắc đều không thể thoát khỏi. Diệp Quân trầm giọng nói, có cách nào khác có thể khiến nó biến mất không? Chẳng hạn như xóa sạch. Từ Chân lắc đầu, không thể, vì nó bắt nguồn từ chúng sinh nên không thể tiêu diệt. Nói đến đây cô ta nhìn Diệp Quân cười nói, dẫn cậu đến đây là muốn để cậu trải nghiệm một lần kiếp rất đáng sợ, cậu có sợ không? Diệp Quân nắm tay Từ Chân, nghiêm túc nói, đối với ta, gặp được tỷ, còn yêu tỷ, đây mới là kiếp đáng sợ nhất mà ta gặp phải trong đời, vì cả đời này ta sẽ không bao giờ có thể vượt qua được kiếp này. Ba cô gái. Khích tướng. Nghe Diệp Quân nói vậy, Từ Chân bỗng bật cười ha hả. Từ Nhu lườm Diệp Quân, tên này ngày càng biết cách nói lời ngon ngọt. Từ Thụ nhìn Diệp Quân, mỉm cười dịu dàng. Từ Chân kéo Diệp Quân ra xa, cười nói, đừng ba hoa nữa,
kiếp nạn lần này của cậu là chúng sinh kiếp. Diệp Quân hơi tò mò, chúng sinh kiếp. Từ Chân gật đầu, chính là kiếp bắt nguồn từ chúng sinh. Vừa nói mọi người vừa tiến đến gần lôi khu. Từ Chân phất tay áo, lôi uy bao phủ Từ Thụ và Từ Nhu chợt biến mất, nhưng lôi uy trên người Diệp Quân vẫn còn. Nhưng lúc này, hắn đã rất mất sức, bởi vì sức mạnh của hắn đã không thể chống đỡ nổi lôi uy đó. Từ Chân kéo Diệp Quân đến trung tâm lôi khu, vũ trụ kiếp này bắt nguồn từ chúng sinh, vì vậy gọi là chúng sinh kiếp, bây giờ ta muốn cậu trải nghiệm chúng sinh kiếp trước. Cô ta chợt dừng lại, sau đó quay sang nhìn Diệp Quân, đoạn đường tiếp theo, cậu phải tự mình đi. Tự đi. Diệp Quân im lặng một lúc rồi chậm rãi bước vào lôi khu. Vừa đi được vài bước, hắn đã cảm nhận được một sức ép đáng sợ, sức ép đó như ngọn núi đè xuống hắn. Diệp Quân nắm chặt hai tay, vẻ mặt nghiêm nghị. Thực lực bây giờ của hắn có thể nói là vô địch khi đối đầu với cường giả dưới 9 phần thần tính, nhưng giờ phút này, sức ép kia khiến hắn không thể chống đỡ nổi. Sau khi bước thêm vài bước, hắn phát hiện cơ thể mình đã không chịu nổi. Không thể di chuyển nữa. Diệp Quân nhắm mắt lại, kiếm ý vô địch trong cơ thể hắn không ngừng tuôn ra, chống lại đạo lôi uy kia. Nhưng hắn bất ngờ phát hiện ra kiếm ý của hắn đang chống lại lôi uy đã bắt đầu tiêu tan. Diệp Quân hơi bất ngờ. Từ sau khi kiếm ý vô địch nhập thần tính, hầu như không có ngoại lực nào có thể phá hủy, nhưng giờ phút này, kiếm ý của hắn lại không thể chống lại lôi uy. Diệp Quân lại thi triển kiếm vực, nhưng cũng giống như kiếm ý, kiếm vực vừa xuất hiện đã chậm rãi tiêu tan. Diệp Quân quay lại nhìn Từ Chân cười nói, tiếp tục đi. Diệp Quân trầm mặc một lúc rồi tiếp tục dùng kiếm ý chống lại lôi uy. Mặc dù vẫn bị phá hủy, nhưng Diệp Quân vẫn không bỏ cuộc, thử đi thử lại hết lần này đến lần khác. Ba người Từ Chân đứng từ xa im lặng quan sát. Từ Nhu đi đến bên cạnh Từ Chân, nhẹ nhàng nói, Chân tỷ, xem ra thực lực bây giờ của hắn vẫn chưa đủ mạnh để chống lại lôi uy nơi này. Từ Chân khẽ gật đầu, chính vì vậy cậu ta mới cần tu luyện. Từ Nhu nói, kiếm ý. Từ Chân cười nói, đúng vậy. Từ Nhu gật đầu, không nói gì nữa. Phía xa, kiếm ý của Diệp Quân lại bị lôi uy phá hủy, điều này khiến hắn trở nên hơi cáu kỉnh. Nhưng ngay sau đó, hắn cố gắng bình tĩnh lại, nhìn từ góc độ khác, lôi uy ở đây chẳng phải là cơ hội cho hắn sao? Cơ hội. Đây là cơ hội tốt để tu luyện kiếm ý và bản thân. Nghĩ vậy, Diệp Quân bình tĩnh lại. Hắn không tùy ý phóng kiếm ý nữa mà bắt đầu nghiên cứu lôi uy này. Thấy vậy, Từ Chân khẽ nhếch môi cười. Từ Nhu cũng hơi bất ngờ, nhẹ nhàng nói, bây giờ hắn đã trưởng thành hơn trước rồi. Từ Chân khẽ gật đầu, trải nghiệm nhiều rồi ắt sẽ trưởng thành. Từ Nhu quay sang nhìn Từ Chân, Chân tỷ, ta luôn có một câu hỏi, tại sao tỷ lại thích hắn? Phụ nữ luôn thích người mạnh mẽ hơn mình. Mà thực lực ban đầu của Diệp Quân lại thua xa Từ Chân. Từ Chân hỏi ngược lại, vậy tại sao lúc đầu muội lại thích cậu ta? Từ Nhu cười nói, ta hỏi trước, tỷ phải trả lời ta trước. Từ Chân lắc đầu cười, ta luôn cảm thấy sự phù hợp giữa nam nữ rất đơn giản, không cần nghĩ quá nhiều về các yếu tố bên ngoài. Nếu muội thích một người, còn phải nghĩ xem người đó có thực lực hay không, thì chẳng phải rất vô nghĩa sao? Dù sao cậu ta cũng không mạnh bằng ta. Ha ha. Từ Nhu lườm Từ Chân, tỷ vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Từ Chân cười nói đơn giản thì cùng nhau vui vẻ là được. Từ Thụ nói, thật ra, tỷ cũng không tính là yêu huynh ấy. Từ Nhu nhìn Từ Thụ nhìn Từ Chân, ban đầu tỷ không chống cự huynh ấy chắc là vì huynh ấy là người của chúng ta, nên đại tỷ coi huynh ấy như người của mình, về sau đại tỷ không nghĩ nhiều nữa, bởi vì trong lòng đại tỷ tình yêu chỉ là một loại cảm xúc, trải qua hay không đều được. Nàng ta nhìn Từ Chân với vẻ mặt phức tạp, đơn giản mà nói, đại tỷ đã tu luyện thần tính, vì vậy coi tình cảm như vật ngoài thân, phải không? Nghe vậy, Từ Nhu hơi bất ngờ, nàng ta quay lại nhìn Từ Chân, những năm qua, nàng ta phát hiện mình đã bỏ qua câu hỏi này. Đó là vì từ đầu Từ Chân đã tu luyện thần tính. Người tu luyện thần tính chắc chắn sẽ xem nhẹ một vài chuyện. Từ Chân nắm lấy tay Từ Thụ, cười nói, bây giờ muội cũng học được cách sử dụng mánh khóe khích tướng này rồi. Từ Thụ im lặng. Thật ra đây cũng chỉ là suy đoán của nàng ta,
nhưng nàng ta rất sợ Từ Chân sẽ đi đến cuối con đường thần tính này. Yêu một người bằng cả trái tim khác biệt với tùy ý chơi đùa. Nàng ta rất sợ Từ Chân thật sự xem nhẹ tất cả, bao gồm cả tình cảm. Từ Chân cười nói, muội sợ ta trở thành người xa lạ sao? Từ Thụ gật đầu. Từ Chân ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, nhẹ nhàng nói, thật ra suýt chút nữa ta đã đi tới bước cuối cùng, cũng chính là độc khai nhất đạo 10 phần thần tính, nhưng, vì cậu ta và các muội, cuối cùng ta vẫn chưa đi đến bước cuối cùng, đặc biệt là câu nói, ta nguyện trở thành vua dựa dẫm của tỷ, của cậu ta, lúc đó ta chợt cảm thấy nếu thật sự từ bỏ tất cả thì dù trở thành vô địch cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Từ Thụ nắm chặt tay Từ Chân, không nói gì. Từ Chân nhìn Diệp Quân phía xa, cười nói, vì vậy ta thấy có chút gì đó lưu luyến sẽ tốt hơn, vì các muội đều là người ta quan tâm. Từ Nhu nói, cuối cùng hắn cũng sẽ tu luyện thần tính, phải không? Từ Chân gật đầu, đúng vậy. Từ Nhu ngập ngừng rồi thôi. Từ Thụ cũng hơi lo lắng. Từ Chân nhẹ nhàng nói, không còn cách nào khác, mặc dù cậu ta đang đi con đường nhân tính, nhưng nếu không tu luyện thần tính thì nhân tính cũng không có ý nghĩa gì cả. Từ Nhu lo lắng nói, vậy sau này hắn sẽ lựa chọn 10 phần thần tính sao? Từ Chân chớp mắt, vậy thì phải tùy vào cậu ta. Từ Nhu quay lại nhìn Diệp Quân, cười nói, chắc hắn sẽ không chọn 10 phần thần tính. Từ Thụ không hiểu, tại sao? Từ Nhu bình tĩnh nói, bởi vì hắn rất háo sắc. Từ Thụ. Phía xa, Diệp Quân tiếp tục phóng ra kiếm ý, hắn không lựa chọn đối đầu với Lôi Uy như lúc đầu nữa mà tạm thời tránh né, chuyển sang phòng ngự. Diệp Quân thấy cách này rất hữu dụng. Trước đây dựa vào tính đặc thù của kiếm ý, hắn luôn đối đầu trực diện, nhưng bây giờ, hắn đã thay đổi suy nghĩ, lựa chọn kiếm ý làm phòng ngự, hắn đã có chiếm được ưu thế lớn. Kiếm ý kết hợp với sức mạnh thời không của vạn giới tạo thành lớp phòng ngự có thể chống lại Lôi Uy, mặc dù rất khó khăn, nhưng Lôi Uy không thể phá hủy kiếm ý của hắn nữa. Cứng và mềm. Trước kia, kiếm ý của hắn rất cứng rắn. Nhưng bây giờ hắn phát hiện kiếm ý của mình đã mềm mại đi nhiều, nhưng lại có hiệu quả bất ngờ. Một bên khác, Từ Nhu nhìn Diệp Quân, nhẹ nhàng nói, kiếm ý của hắn bắt đầu chuyển từ tấn công sang phòng thủ rồi. Từ Chân gật đầu, cứng nhắc mãi cũng không được, bởi vì phải có lúc cứng nhắc thì cậu ta mới hiểu ra, sau này sẽ bớt khổ cực đi. Hơn nữa, khuyết điểm lớn nhất của kiếm ý của cậu ta là không thể vừa cứng vừa mềm. Hy vọng lần tu luyện này có thể nâng cao kiếm ý của cậu ta. Từ Nhu nói, đại tỷ, khi nào tỷ đi? Từ Thụ quay lại nhìn Từ Chân, bọn họ biết với thực lực của Từ Chân, muốn rời khỏi nơi đây rất đơn giản. Ác đạo không thể ngăn cản cô ta. Từ Chân khẽ lắc đầu, nếu ta rời khỏi đây, kiếp nơi này sẽ bùng phát. Nói đến đây, cô ta nhìn Diệp Quân, cười nói chung. Lúc nào ta có thể rời khỏi nơi này thì còn phải phụ thuộc vào cậu ta. Diệp Quân. Từ Nhu và Từ Thụ nhìn Diệp Quân, trong mắt Từ Nhu hiện lên vẻ đau lòng, gánh nặng trên người hắn rất nặng. Những năm qua, Diệp Quân đã thay đổi rất nhiều, tóm lại là ngày càng trưởng thành hơn. Từ Chân nhìn Diệp Quân, cười nói, đợi chuyện này kết thúc, chúng ta đến hệ Ngân Hà nhé, ta rất nhớ nơi đó. Hệ Ngân Hà. Từ Nhu cũng cười nói, được. Nàng ta cũng thích đến nơi đó. Từ Thụ cười nói, chân vũ trụ thì sao? Từ Nhu nhìn bụng Từ Thụ, cười nói, chẳng phải còn có đứa nhóc này sao? Chân vũ trụ sau này sẽ do tên đứa nhóc này kế thừa. Cho dù sau này viện trưởng của vũ trụ Quan Huyên là ai, thì chân vũ trụ cũng chắc chắn sẽ thuộc về đứa con trong bụng Từ Thụ, điều này không thể nghi ngờ. Cũng chỉ có con của Từ Thụ mới đủ thực lực để cai quản chân vũ trụ. Lúc này, Từ Nhu nghĩ tới điều gì đó, cười nói, Tiểu Thụ, muội có nghĩ đứa trẻ trong bụng sẽ trở thành viện trưởng không? Từ Thụ đảo mắt, bây giờ tỷ muốn chơi cung đấu sao? Từ Nhu cười lớn. Trên lý thuyết, đứa bé trong bụng Từ Thụ cũng có quyền kế thừa. Từ Thụ cười nói, bây giờ nói tới những điều này không có ý nghĩa gì cả, ta nghĩ sau này ai kế thừa thư viện đều được, chủ yếu là xem bọn trẻ thế nào. Ai phù hợp thì người đó kế thừa. Từ Chân mỉm cười rồi nhìn sang bên phải, bên đó có một cô gái đang lạnh lùng nhìn Diệp Quân. Chính là Ác Đạo. Ác Đạo nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, lạnh lùng nói, ngăn chặn vũ trụ kiếp ư. Đúng là ngu xuẩn, đợi ta áp chế được thiện đạo, vượt qua 10 phần thần tính,
đạt tới độc khai nhất đạo, lúc đó ngươi chết chắc, cả người phụ nữ kia nữa. Nói đến đây, ánh mắt cô ta tràn ngập lửa hận. Người phụ nữ váy trắng kia. Lúc đầu đối phương đã sỉ nhục ác đạo, sau này cô ta sẽ trả thù gấp trăm lần. Lối vào lôi khu. Diệp Quân liên tục thả ra kiếm ý để chúng được chui rèn dưới lôi uy cho đến khi xảy ra biến hóa. Giờ đây chúng đã có thể miễn cưỡng chịu đựng được lôi uy rồi. Nhưng Diệp Quân không thỏa mãn với điều ấy mà tiếp tục tiến bước, cảm nhận lôi uy càng mạnh hơn. Thời gian từng chút trôi qua. Một tháng sau, đã có lôi uy mờ nhạt xuất hiện trong kiếm ý của hắn. Sau thời gian dài tiếp xúc, sức mạnh sấm sét đã dần thấm vào kiếm ý, phát hiện này khiến Diệp Quân vui mừng hết cỡ. Thế là hắn bắt đầu dùng kiếm ý hấp thu lôi kiếp. Sau đó phát hiện cách này có hiệu quả. Chúng sinh kiếp. Hiện nay chính là tai kiếp đáng sợ bậc nhất vũ trụ. Nó sinh ra từ chúng sinh, rồi lại hủy diệt chúng sinh. Có thể nói là kiếp nạn gian nan nhất mà chúng sinh ắt phải trải qua. Sau khi không ngừng hấp thu lôi kiếp, kiếm ý của Diệp Quân lại có sức mạnh thuộc tính sấm sét, cũng xảy ra biến hóa to lớn. Trong lúc đối kháng với lôi uy, tu vi của hắn cũng dần tăng cao. Không bao lâu đã đột phá nhân đạo cảnh và còn tiếp tục tăng lên. Từ Nhu đứng ở xa, thấy vậy thì cười nói, hóa ra nơi này lại là thánh địa để tu luyện. Từ Chân gật gù, hai muội về sau có thể đến đây tu luyện. Thấy hai em nhìn mình, cô ta cười hỏi, nhìn ta làm gì? Từ Nhu dưng dưng, bọn ta thật sự có thể đến đây ở bên tỷ sao? Từ Chân gật đầu, đúng vậy. Cả hai bèn vui sướng khôn xiết. Bỗng Từ Thụ do dự mở miệng, nhưng còn ác đạo. Từ Chân mỉm cười, không đáng lo. Hai cô gái, không biết qua bao lâu sau, kiếm ý như thủy triều dâng trào nơi Diệp Quân đang đứng, để lộ ánh chớp nhàn nhạt mà mạnh mẽ. Kiếm ý của hắn bây giờ đã hoàn toàn có thể chống lại lôi uy nơi này, nhưng hắn không dám tiếp tục tiến tới, bởi nơi đó là khu trung tâm mà hắn hiện chưa thể chịu đựng. Trực giác mách rằng ngay cả người có 9 phần thần tính cũng không làm gì được. Một hồi sau, hắn chậm chậm mở mắt, gọi kiếm ý mang theo sấm chớp xuất hiện trong tay. Khóe môi hắn cong lên khi cảm nhận được sức mạnh hùng hậu bên trong. Như nhớ ra điều gì, hắn bèn đi đến trước mặt ba cô gái, nghe Từ Chân cười nói, chúc mừng, kiếm ý của cậu lại lột xác rồi. Diệp Quân, tiếc rằng không thể hấp thu tiếp được nữa. Lôi uy ở đây quá mạnh để kiếm ý hắn có thể tiếp tục làm vậy. Kiếm Thanh Huyên thì có thể, nhưng dùng nó chẳng khác nào vô nghĩa. Từ Chân, về sau cậu có thể đến đây tu luyện. Diệp Quân chớp mắt, thật sao? Từ Chân gật đầu, đúng vậy. Hắn cười to, được thôi. Tu luyện là chuyện nhỏ, quan trọng là hắn muốn thường xuyên đến thăm cô ta. Từ Chân lại nói, ta nghe Tiểu Nhu nói cậu muốn đến các nền văn minh ở vũ trụ khác nhìn xem. Diệp Quân gật đầu, phải. Rồi lại nói, Chân tỷ có biết nền văn minh nào khác không? Cô ta lắc đầu, ta biết rất ít về việc này. Diệp Quân cười, đúng là du rú trong nhà có khác. Từ Chân phì cười, cô ta quả thật chỉ có hứng thú với viết sách chứ không thiết tha gì về văn minh, nên lúc nào cũng chỉ ở trong nhà. Chỉ cần người khác không xâm phạm đến văn minh chân vũ trụ là được. Từ Chân lại hỏi, gần đây có gặp chủ nhân bút đại đạo không? Diệp Quân lắc đầu, không. Từ Chân, ông ta có thể giúp cậu thành lập trật tự, có thời gian nên đi gặp. Chủ nhân bút đại đạo. Diệp Quân cười khổ, nhưng ta cũng không biết ông ta đi đâu mất rồi. Từ Chân mỉm cười, để ta tìm cho. Nói rồi cô ta ấn tay xuống, chợt nghe một giọng nói truyền tới từ thời không nào đó, ê ê, cô làm gì đấy chân thần. Không gian phía trước vỡ ra, để một người đàn ông trung niên chậm chậm bước tới. Chính là chủ nhân bút đại đạo. Với gương mặt tràn ngập bất mãn. Từ Chân cười nói, gọi ông sang giúp đỡ một chút. Đối phương nhíu mày, giúp gì? Từ Chân đánh mắt sang Diệp Quân, cậu ta đang chuẩn bị đi thăm dò những nền văn minh vũ trụ khác. Chủ nhân bút đại đạo hạ giọng, cậu lấy đâu ra ý tưởng này? Diệp Quân cười, xem như muốn đi thăm thú đi. Sau một hồi im lặng, ông ta mới nói, ta chỉ đề nghị cậu hãy làm sao cho mạnh lên trước, thăm dò vũ trụ để sau này có 9 phần thần tính rồi hãy làm. Bởi chỉ có khi ấy cậu mới được các văn minh khác tôn trọng,
bằng không đi ngay bây giờ thì người ta cho cậu về nhà ngay. Diệp Quân, tiền bối lợi hại như vậy, liệu có biết vũ trụ này rộng đến mức nào không? Hay nó thật sự là vô cùng vô tận? Chủ nhân Bút Đại Đạo không đáp. Diệp Quân, mong tiền bối giải đáp. Ông ta lắc đầu, câu hỏi này không dễ đáp, bởi vì vũ trụ vô cùng đa dạng. Ta chỉ có thể nói, hiện nay chỉ có một người duy nhất vượt ra ngoài vũ trụ để nhìn xuống nó. Diệp Quân tò mò, là ai? Chủ nhân Bút Đại Đạo liếc hắn, cô váy trắng của cậu chứ ai? Diệp Quân ngạc nhiên. Chủ nhân Bút Đại Đạo thở dài, cậu thấy ta mạnh không? Diệp Quân ngẫm nghĩ, gần như vô địch. Vẫn là nên nịnh đi. Chủ nhân Bút Đại Đạo nghe vậy thì cười rộ lên, nịnh tiếp đi, ta thích, ha ha. Diệp Quân. Chủ nhân Bút Đại Đạo, tuy ta không thể nói là hoàn toàn vô địch, nhưng khắp vũ trụ này cũng chẳng có bao nhiêu người giết được ta. Cho dù vậy, ta vẫn không thể đến được một vài khu vực, cậu biết vì sao không? Diệp Quân, vì pháp tắc vũ trụ. Chủ nhân Bút Đại Đạo lắc đầu, vì ta không đủ nhanh. Diệp Quân ngây người. Chủ nhân Bút Đại Đạo cười, thấy khó tin lắm chứ gì. Diệp Quân gật đầu, lấy sức mạnh của tiền bối, chỉ cần muốn là có thể vượt qua vô số vũ trụ tinh hà. Chủ nhân Bút Đại Đạo chợt xòe bàn tay với một con kiến bên trong ra, con kiến này chính là vô vàn chúng sinh, khoan nói đến vũ trụ này hay vũ trụ ở tinh vực khác, cậu nghĩ nó biết được lục địa này rộng lớn cỡ nào không? Diệp Quân đáp, là nhận thức. Chủ nhân Bút Đại Đạo gật đầu, chính xác, con kiến cũng có một mặt là nhận thức, tri thức con người cũng vậy. Từ góc độ nào đó, chúng ta cũng chẳng khác kiến là bao. Diệp Quân rơi vào im lặng. Chủ nhân Bút Đại Đạo hỏi, ta nghe nói mẹ cậu được một nền văn minh mời tới. Diệp Quân ngạc nhiên, sao ông biết? Chủ nhân Bút Đại Đạo xem thường, cậu cho rằng ta chỉ ăn không ngồi rồi cả ngày. Diệp Quân. Chủ nhân Bút Đại Đạo, vậy cậu biết đó là văn minh gì không? Diệp Quân, hình như là quy giả gì đó. Chủ nhân Bút Đại Đạo gật đầu, cậu biết lấy sức mạnh của cậu bây giờ, muốn đến đó phải mất bao lâu không? Diệp Quân tò mò nhìn sang. Chủ nhân Bút Đại Đạo, đợi cậu tới được, e rằng bọn họ cũng diệt vong rồi. Diệp Quân sững sờ. Chủ nhân Bút Đại Đạo thả nhẹ giọng, sở dĩ nói vậy là vì cậu xuất phát từ đây, đi đến nơi đó e rằng cũng mất mấy tỷ năm. Nếu bọn họ cũng gặp vũ trụ kiếp thì đi từ bây giờ đến đó đã đủ để họ bị diệt vong rồi. Diệp Quân, vậy họ mời mẹ ta qua. Chủ nhân Bút Đại Đạo, người ngạo mạn không phải họ, mà là mẹ cậu. Diệp Quân. Chủ nhân Bút Đại Đạo, bọn họ mời mẹ cậu tới, nhưng họ không có khả năng khiến bà ấy di chuyển nhanh chóng. Chính mẹ cậu đã tìm được một tọa độ cụ thể rồi tự mình đi. Diệp Quân chần chừ, nếu đánh một chọi một thì chắc mẹ ta không bằng tiền bối đúng không? Chủ nhân Bút Đại Đạo lắc đầu, cậu xem thường bà ấy rồi đấy. Diệp Quân ngạc nhiên, mẹ ta mạnh lắm sao? Hắn chưa thấy bà ra tay bao giờ. Chủ nhân Bút Đại Đạo lắc đầu thở dài, cậu cho rằng mẹ cậu yếu lắm sao? Diệp Quân. Chủ nhân Bút Đại Đạo, có biết vì sao bà ấy không dẫn cậu theo không? Diệp Quân do dự, vì ta yếu. Chủ nhân Bút Đại Đạo bật cười, chính xác. Bà ấy có thể đến đó, nhưng cậu thì không đủ sức. Diệp Quân im luôn. Chủ nhân Bút Đại Đạo, cậu có biết mẹ mình đang làm gì không? Diệp Quân thắc mắc, tiền bối hỏi thế là sao? Chủ nhân Bút Đại Đạo thở dài, ta chịu luôn, sao cái gì cậu cũng không biết hết vậy? Diệp Quân. Chủ nhân Bút Đại Đạo nghiêm giọng, mẹ cậu đang xây dựng một trạm vũ trụ để thu hẹp khoảng cách giữa các nền văn minh, để bọn họ giao thoa với nhau. Nếu thật sự thành công thì đúng là quá thần sầu. Từ Nhu đứng bên chợt hỏi, văn minh giao thoa, chẳng phải sẽ nguy hiểm lắm sao? Chủ nhân Bút Đại Đạo chỉ đáp đúng, nhưng là nguy hiểm với văn minh khác chứ không phải với nhà tên này. Bây giờ có văn minh vũ trụ nào hơn được nhà họ Dương nữa đâu. Cả cái nhà toàn là biến thái, cưới vợ cũng biến thái nốt. Ông ta còn cố tình liếc Từ Nhu. Từ Nhu. Chủ nhân Bút Đại Đạo tấm tắc trong lòng, nhủ thầm con dâu nhà họ Dương cũng không đơn giản tí nào. Đặc biệt là vị họ Tần tên quan này. Bà ấy có những mưu kế khiến ông ta cũng phải nổi da gà. Bởi vì dã tâm khổng lồ trong đó. Một trạm không gian vũ trụ cơ đấy.
Nếu nó thật sự thành hình thì các nền văn minh vốn không có cơ hội gặp nhau có thể thật sự giao thoa với nhau. Dẫn đến một vụ va chạm lớn giữa các văn minh với nhau. Mang lại không chỉ nguy hiểm mà còn cả cơ hội. Nhưng cũng có thể gây xáo trộn toàn vũ trụ. Mà đây mới là điều mà ông ta lo lắng. Chủ nhân bút đại đạo từng có ý định ngăn cản Tần Quan, nhưng cuối cùng vì không cách nào trêu vào được đối phương mà đành chịu. Diệp Quân bỗng hỏi, ý tiền bối là mẹ ta đang muốn thu hẹp khoảng cách giữa các nền văn minh để bọn họ có thể gặp được nhau. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu. Diệp Quân chần chừ hỏi, vậy lý do là vì? Chủ nhân bút đại đạo bình thản đáp, đương nhiên là vì cậu. Diệp Quân rơi vào im lặng. Chủ nhân bút đại đạo, chẳng lẽ cậu cho rằng chỉ cần lập nên trật tự mới là có thể ngang hàng với những người như cha cậu? Diệp Quân nhìn ông ta, chẳng lẽ thế giới này không đủ lớn sao? Chủ nhân bút đại đạo, còn lâu mới đủ. Một mục đích nữa của mẹ cậu là tập hợp tất cả các nền văn minh vào một nơi để cai trị một lượt. Ông ta lắc đầu cười, suy nghĩ này đúng là siêu hạng, trước kia chưa từng có ai nghĩ đến hay làm được điều này. Từ Nhu bỗng nói, văn minh va chạm nhau chắc chắn sẽ dẫn đến mâu thuẫn, chôn xuống vô số tai họa ngầm, chẳng khác gì kiếp nạn với các văn minh nhỏ yếu hơn. Chủ nhân bút đại đạo gật gù rồi nhìn sang Diệp Quân, hay cậu thử đi khuyên mẹ cậu xem. Hắn lại lắc đầu, ta lại không nghĩ đó là chuyện xấu. Chủ nhân bút đại đạo, cậu biết gì không? Các nền văn minh đang được bảo vệ bởi thời gian và khoảng cách, văn minh vũ trụ này sở dĩ còn bình yên đến bây giờ mà chưa bị hủy diệt cũng là nhờ nó, vậy mà mẹ cậu lại muốn phá vỡ pháp tắc cổ xưa nhất này. Diệp Quân lại nói, nhưng nếu có thể thống nhất toàn vũ trụ, thành lập trật tự mới để quản thúc các văn minh, chẳng phải là điều ông mong muốn sao? Chủ nhân bút đại đạo không đáp lời. Diệp Quân tiếp tục, còn nữa, tiền bối nói trước giờ chưa có ai có thể thu hẹp khoảng cách giữa các nền văn minh, nhưng sau này thì sao? Chẳng lẽ cũng không ai làm được? Chủ nhân bút đại đạo thở dài, thu hẹp khoảng cách giữa các văn minh vô cùng nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy là sẽ khiến vũ trụ rơi vào hỗn loạn. Diệp Quân, mẹ ta tiếp xúc với bọn họ không phải để hủy diệt, bằng không thì thứ cho ta nói thẳng, mẹ không cần phải làm vậy, bảo cha ta ra tay là được rồi. Chủ nhân bút đại đạo im lặng. Từ Chân lên tiếng, Tiểu Quân nói đúng, Tần cô nương hoàn toàn không cần ra tay nếu có ý định hủy diệt văn minh các vũ trụ khác. Ta cho rằng mục đích của bà ấy là tiếp xúc với bọn họ trước để học tập lẫn nhau, còn về thành lập trật tự. Cô ta không nói nữa, chỉ mỉm cười. Diệp Quân bèn nắm tay cô, sao tỷ lại dừng lại. Từ Chân lắc đầu cười. Chủ nhân bút đại đạo lại thở dài, một lần nữa cảm thán Tần Quan thật là siêu quần. Thành lập trật tự ư. Đó đương nhiên là chuyện phải làm. Khi tiếp xúc với các nền văn minh khác, nếu mọi người có thể sống chan hòa với nhau thì tốt, chỉ cần vũ trụ quan huyên đủ mạnh là họ sẽ tự động gia nhập, nhưng nếu có văn minh nào muốn gây sự thì có đánh lại được vũ trụ quan huyên không? Nếu không chiến tranh, sức mạnh của vũ trụ quan huyên sớm muộn gì cũng sẽ khiến người khác muốn quy phục. Lấy chúng thần điện của thời đại cũ và chấn tộc làm ví dụ. Chấn tộc là một siêu gia tộc cỡ lớn, nhưng vũ trụ quan huyên không cần dùng vũ lực ép buộc mà họ đã tự nguyện gia nhập thư viện. Bởi vì vũ trụ quan huyên mạnh. Còn mấy đứa lông côm như tộc tiên linh thì thế nào? Với vũ trụ quan huyên, va chạm giữa các văn minh chỉ có lợi chứ không có hại. Từ Chân nói với chủ nhân bút đại đạo, ông đừng lo vũ trụ bị xáo trộn, nhà họ Dương có thể quản lý được. Ông ta gật đầu, đúng vậy. Chỉ cần có thể quản lý thì sẽ không xảy ra hỗn loạn, chỉ sợ không có một siêu thế lực nào đứng ra, khi ấy vũ trụ mà hỗn loạn thì không biết bao nhiêu sinh linh sẽ bị diệt vong. Chủ nhân bút đại đạo nói với Diệp Quân, vậy cậu và vũ trụ quan huyên cần phải cố gắng hơn nữa, bởi các cậu chỉ có mấy người kia là mạnh nhất. Hắn xen vào, tiền bối cũng là người của vũ trụ quan huyên mà. Chủ nhân bút đại đạo lắc đầu không đáp. Diệp Quân hạ giọng, mục đích của tiền bối là thành lập trật tự, ta cũng muốn thế, chẳng lẽ ông thay đổi rồi? Đừng sằng bậy. Chủ nhân bút đại đạo cười, không hề. Hiện nay thì nhà họ Dương các cậu đang làm tốt rồi, nhưng kết quả thế nào còn phải đợi cậu đến thần đạo cảnh mới biết được. Diệp Quân nhíu mày, tiền bối sợ ta sẽ chọn con đường thần tính. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, nếu cậu làm vậy thì mẹ cậu sẽ không giúp cậu thành lập trật tự vũ trụ nữa, ai về nhà nấy nghỉ khỏe.
Diệp Quân, ta chắc chắn sẽ chọn nhân tính. Chủ nhân bút đại đạo cười, còn chưa chắc. Diệp Quân nghiêm túc nói, chắc chắn. Hắn nhìn sang ba cô gái đầy dịu dàng, vì nhân gian này có người ta yêu. Cả ba. Sắc mặt chủ nhân bút đại đạo đen như đáy nồi, thầm mắng trong lòng thằng chó. Từ Chân bỗng chủ động dắt tay Diệp Quân, cười nói, miệng ngày càng dẻo. Diệp Quân, ta nói thật mà. Từ Chân chỉ cười. Chủ nhân bút đại đạo, còn chuyện gì nữa không? Không thì ta đi. Không muốn ở lại xem thằng khốn này ân ân ái ái nữa. Diệp Quân, tiền bối, đệ đệ Diệp Khải của ta đang đi theo ông đúng không? Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, đang theo ta. Diệp Quân, nó sao rồi? Chủ nhân bút đại đạo cười, yên tâm, nó theo ta chẳng lẽ còn sợ bị ngược đãi? Sức mạnh tuy thua cậu một chút nhưng nhìn khắp thế hệ trẻ cũng chẳng có mấy ai thắng nó được. Diệp Quân cười, thế là tốt rồi. Chủ nhân bút đại đạo, nghe nói cậu từng tiếp xúc với văn minh xâm lâm. Diệp Quân gật đầu, ông nội ta từng giết một người bên họ. Chủ nhân bút đại đạo, sao không nói ông ta nhổ cỏ tận gốc luôn đi? Bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu. Diệp Quân, không sao, lúc đó ta lại nhờ cô váy trắng ra tay. Chủ nhân bút đại đạo giơ ngón cái, đúng là Diệp Thiếu mới dám ngạo mạn như vậy. Bye! Nói rồi xoay người biến mất tăm. Từ Chân bật cười, xem cậu chọc tức ông ta kìa. Diệp Quân cong môi, nói Chân tỷ, ta phải đi rồi. Từ Chân chớp mắt, không ở lại thêm sao? Diệp Quân gật đầu, ta càng tu luyện thêm bao nhiêu thì càng có thể giải cứu tỷ sớm bấy nhiêu. Từ Chân ngẩn ra, sao càng lúc càng thích nói mấy lời cảm động thế này? Diệp Quân mỉm cười, đều là lời thật lòng cả. Hắn vươn tay ôm lấy rồi đặt một nụ hôn lên trán cô ta, rồi cũng làm như vậy với Tử Nhu và Tử Thụ, sau đó xoay người biến mất, không quay đầu lại. Tử Nhu nhìn theo kiếm quang đi xa, thì thầm, thiếu niên năm nào trưởng thành thật rồi. Nàng ta và Tiểu Tháp đã đi theo Diệp Quân từ ban đầu, thấy hắn đi từ giai đoạn non nớt, trẻ con từ hành động đến suy nghĩ, cho đến khi sự non trẻ ấy dần biến mất. Từ Chân nắm tay nàng ta, cười hỏi, muội thích cậu ta của quá khứ hay hiện tại? Từ Nhu đáp, cả hai. Rồi hỏi lại, tỷ thì sao? Từ Chân chỉ cười mà không đáp. Bên kia, chủ nhân bút đại đạo nhìn theo kiếm quang ở tinh hà nơi xa, lầm bầm, tên này đúng là càng lúc càng mạnh. Đứng bên cạnh ông ta là một người đàn ông tuổi trung niên khác Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ nốc một ngụm từ chai rượu chát cầm trong tay, thiên phú cậu ta vốn đã cao. Lại có nhiều tài nguyên, còn biết nỗ lực như vậy, tốc độ trưởng thành thế này hoàn toàn hợp lý. Chủ nhân bút đại đạo, ông nghĩ cậu ta về sau có thay đổi không? Vô Biên Chủ im lặng, tạm thời không biết. Chủ nhân bút đại đạo, một khi đã có sức mạnh vô địch thì rất khó để tiếp tục quan tâm đến chúng sinh, như chúng ta bây giờ vậy, liệu có ai còn có hứng thú với một con kiến? Vô Biên Chủ lại uống rượu, cậu ta là do ông lựa chọn. Đã vậy thì hãy tin cậu ta đi. Dù sao ta nghĩ nếu cậu ta không muốn làm thì trên đời không có ai làm được. Chủ nhân bút đại đạo thở dài. Đúng là vậy. Nếu Diệp Quân không muốn thì ai có thể làm chuyện này? Mấy vị đại lão chống lưng cho hắn để mắt đến những chuyện này là vì có hắn, bằng không bọn họ sẽ không thèm liếc nhìn một cái. Chủ nhân bút đại đạo nhìn về nơi xa, vậy thì mỏi mắt mong chờ thôi. Vô Biên Chủ bỗng hỏi, ý đồ của người phụ nữ kia là gì? Chủ nhân bút đại đạo chỉ im lặng không đáp. Nơi nào đó trong tinh không, Diệp Quân dừng bước, nói với cô gái đứng cách đó không xa, cô đừng làm gì sằng bậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 74.